Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121, đế đô hội nghị, phụ thân, ta trở về, đụng một tiếng, cửa phòng mở ra, tức nhi đầy mặt vui vẻ trở lại kiếm kiên lưu bên trong, lại là lại bỗng dưng khẽ giật mình, sau đó liền lòng tràn đầy hoan hỉ, hét to lớn tiếng, tam ca, làm sao ngươi tới, chắc phàm vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi tại cái kia trên ghế trúc, nhàn nhã lắc lư ngồi bên cạnh thì là vừa vặn đến cổ tam thông một mặt ý cười tước nhi nhìn lời này của ngươi nói ta thân thể vì phụ thân nhi tử chẳng lẽ còn không cho phép ta đến bồi bạn phụ thân hai bên a à? ít đến đoán chừng lại là lời biếng chạy tới ta còn không hiểu ngươi một trăm năm trừ vóc dáng lớn lên cái gì đều không biến không khỏi cười mắng một tiếng vỗ vỗ đầu hắn chắc phàm từ chối cho ý kiến cổ tam thông thì là nhất trợn mắt ngoác miệng ra tựa hồ tương đương không phục giống như tức nhi ở một bên thì là một trận cười khẽ ngay sau đó chắc Phạm vừa nhìn về phía tức nhi sắc mặt hơi hơi nghiêm một chút hỏi vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì người nào chạy đến như thế cái địa phương đến này không có gì quan trọng bàn điện tại tây châu một tên thành viên gọi là ngốc ưng lão ma bỗng nhiên chạy đến nơi này lại đụng tới ba cái kia tiểu quỷ nhất thời tài mê tâm hồn sắc đảm ngập trời phạm lòng tham đã bị ta đuổi đi phụ thân ngươi không cần phải lo lắng ngốc ưng lão ma mi mắt hơi hơi run run chắc phàm trầm ngâm một chút thăm thẳm lên tiếng lão gia hỏa này ở bên ngoài danh tiếng không tốt lắm cái gì chuyện xấu xa đều làm làm sao hắn bị người truy muốn trốn đến nơi này sao không khỏi sững sờ tức nhi suy nghĩ một chút lại là lắc đầu không thể nào nhật sử giả trưởng quản tây châu luôn luôn ước thúc thủ hạ nghiêm cẩn cực kỳ không cùng tây châu thế lực lên quá đại sung bất chợt tới cái này ngốc ưng lão ma đủ loại kém được cũng hoàn toàn là hành vi cá nhân mà lấy hắn quy nguyên thất trọng thực lực tây châu các thế lực đều là xuất phát từ tự vệ không phải chọc tới bọn họ lời nói cũng sẽ không trêu chọc như thế cái ma đầu chẳng lẽ còn thực sự có người thế thiên hành đạo đuổi giết hắn đến chân trời góc biển hay sao mấu chốt là gần nhất tây châu thật không có quá hành động lớn nhằm vào một người vậy liền kỳ quái hắn vì sao muốn chạy đến cái này chim không thể mị nơi hẻo lánh đến đâu nếu không phải tránh né thì là theo dõi mi mắt hơi hơi run run trác phàm lại hỏi tức nhi hắn là cùng ba cái kia tiểu quỷ tới sao hẳn không phải là nhìn hắn bộ kia sắc gấp dạng sao có thể nhịn đến bây giờ vậy hắn cũng là hướng ta tới đi thản nhiên cười chắc phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu ai nghĩ không ra ta tên thiên ma này điện chủ thế mà còn bị bản điện đệ tử theo dõi điều tra ha 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 có ý tứ trong mắt nhịn không được chừng một cái cổ tam thông lúc này hét to lớn tiếng cái gì lại dám tra điện chủ hành tung bọn họ không muốn sống không biết cửa điện quy củ sao nếu thật là bản điện thuần trùng đệ tử tự nhiên không dám như thế lỗ mãng liền sợ hắn sau lưng có khác chủ tử khoái miệng hơi vình lên chắc phàm khoan thai lên tiếng tức nhi tiểu tam tử lão tiểu tử kia đại khái còn chưa đi xa cùng là cha đi một chuyến là cha cũng muốn nhìn nhìn người nào nghĩ như vậy gặp là cha một mặt ha 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 nói chắc phàm đã là một nổi thân thể đi ra ngoài tức nhi cùng cổ tam thông hai người vội vã đuổi theo nhưng là rất nhanh cổ tam thông dường như nhớ tới cái gì giống như chặn lại nói chờ một chút phụ thân ta gần đến trước đông thúc để ta hướng ngài hỏi thăm một chút chúng ta chừng nào thì bắt đầu động thủ hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng cần phải nhanh đi chậm rãi an ủi sờ một chút chính mình hai con ngươi vải trắng chắc phàm nhếch miệng lên nhạt cười ra tiếng một phương diện khác đế đô hoàng thất trong đại sành một chương dài mấy chục thước hình bầu dục bên cạnh bàn hoàng đế bách lý kinh thế ngồi tại vị trí đầu não tiếp theo thì là thừa tướng bách lý kinh vĩ ngay sau đó thì là ban đầu cửu kiếm vương ngồi xuống chỉ là tại cuối cùng nhất vị trí lại là còn trống không một chỗ ngồi không người ngồi ở chỗ đó mọi người cùng nhau liếc cái kia chỗ trống liếc một chút đều là là hơi không kiên nhẫn thượng quan phi vân càng là thở dài một hơi thăm thẳm lên tiếng ai còn coi mình là đông cung thái tử à lớn như vậy phổ nhi đạp 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 thế mà còn không đợi hắn lời nói nói xong từng đạo từng đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân lại là đột ngột đến vang lên một cái quen thuộc bóng người cũng dần dần theo thâm thúy thông đạo ở giữa chậm rãi xuất hiện. Ba ba ba, ai nha, cụt một tay kiếm vương, người cuối cùng đến, thật sự là áp trục ra sân A, người lại muốn không xuất hiện, chúng ta này lại còn không mở. Ha ha ha, từng tiếng mỉa mai tiếng bà tai vang lên, thượng quan phi vân nhìn lấy bóng người kia càng ngày càng gần, chế nhạo lên tiếng, còn lại mấy cái kiếm vương, cũng là xem thường cười một tiếng, khinh thường bĩu môi, chỉ có hoàng đế bách lý kinh thế sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, rốt cục, cái kia người tới ghế trống phía trên mặt không thay đổi ngồi xuống không vui không buồn lại chính là năm đó thái tử ra bách lý cảnh thiên chỉ là đáng tiếc hiện tại hắn đã không phải thái tử chi vị chỉ có thể lấy thực lực trở thành người thứ mười kiếm vương vốn là đế quốc tứ phong số là cảnh thiên kiếm vương nhưng là trong âm thầm còn lại kiếm vương luôn luôn thích chế nhạo hắn là cụt một tay kiếm vương chỉ vì cái kia một đoạn bị chắc phàm thiêu hủy tay gãy thật sâu nhìn một chút cái kia vắng vẻ tay áo bách lý kinh thế trong lòng cũng là một trận ai thán vốn là hắn cái này thái tử bách lý cảnh thiên là có thể gánh chịu đế vị chỉ tiếc trên đời nào có tàn phế làm hoàng đế đạo lý cho nên rơi vào đường cùng mặc hắn tài hoa lại xuất chúng cũng chỉ có thể luân lạc tới thân vương vương nghĩ đến đây bách lý kinh thế tâm ngay tại máu bách lý kinh vĩ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài liên tục ai đáng tiếc một mầm mống tốt tốt đã cảnh thiên kiếm vương đến như vậy mười kiếm vương thì tề tụ lúc này bách lý ngự lôi vội ho một tiếng đạm mạc lên tiếng lại là cũng không có chế nhạo bách lý cảnh thiên một phân một hào mà chính là trịnh trọng xương hô hắn phong hào biểu thị có ý tôn trọng như vậy trăm dặm thừa tướng không biết người hôm nay triệu tập chúng ta đến đây là vì chuyện gì sắc mặt một mảnh nặng nề bách lý kinh vĩ vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người trầm ngâm rất lâu mới mở miệng nói bệ hạ còn có mười vị kiếm vương đại nhân bản tướng bất tài trăm năm trước phán đoán sai lầm làm cho gian nhân đạt được làm đến đế quốc bị trăm năm dung truyền thực sự hổ thẹn, chỉ là tốt xấu, đi qua cái này trăm năm chỉnh đốn, đế quốc lập lại lần nữa trước kia tào nhá, quân lực đại thịnh, dân giàu nước mạnh, chỉ là càng đại nguy cơ, nhưng cũng bị chôn xuống, nghiêm trọng trình độ, cũng có thể để ta đế quốc trong khoảnh khắc hủy diệt, trong lòng bất giác cùng nhau run lên, mọi người đều là thật sâu nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn đoạn dưới, không biết các vị phải chăng còn nhớ đến, trăm năm trước năm châu đại chiến, xuất hiện một cái tài năng xuất chúng nhân vật, cũng là hắn làm cho bọn ta thất bại thảm hại lệnh ta bách lý gia tộc từ trên xuống dưới nhất trí hổ thẹn trác phàm ánh mắt khẽ híp một cái bách lý cảnh thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi còn sót lại một nắm đấm chăm chú nắm lại bọn người người cũng là sắc mặt phức tạp nhắc lên cái tên này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần các có chút suy nghĩ thật sâu xem bọn hắn liếc một chút bách lý kinh vĩ đạm mạc gật đầu không tệ chính là cái này văn võ kỳ tuyệt nam nhân làm chúng ta mênh mông đại quốc bại một lần lại bại phút chốc rơi vào trăm năm dung chuyển bên trong nhất thống năm châu tri nguyện cũng bị mắc cạn nói thật làm làm đối thủ hắn thật làm cho ta mười phần kính nể cũng là bản tướng bình sinh một cái duy nhất nhìn không thấu người may mà hắn trăm năm trước lần kia đại chiến bên trong cuốn vào hải yêu miệng lớn bị hải yêu thôn phệ làm làm đối thủ ta mặc dù tức hận nhưng cũng may mắn cái này đáng sợ nam nhân rốt cục chết nghe được lời này mọi người cùng nhau gật đầu thổn thức không ngừng có cũng là lộ ra thương tức vẻ tới có điều cái này ma quỷ một dạng nam nhân dù chết nhưng là hắn lưu lại di độc lại là vẫn như cũ để cho chúng ta mệt mỏi nhiễu loạn đế quốc chúng ta đại nghiệp ngay sau đó bách lý kinh vĩ trong mắt tinh mang lóe lên hét lớn lên tiếng còn nhớ rõ hắn nói qua chính mình xuất thân sở thuộc sao biết thiên ma sơn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên rè bách lý ngự vân nhất thời xuất khẩu bình tĩnh gật gật đầu bách lý kinh vĩ tiếp tục nói không tệ chính là thiên ma sơn cái này hắn năm đó chính miệng nói ra một cái thần bí tông môn thật giả chúng ta còn chưa xác định không khỏi giải thích nhưng là ác liệt ảnh hưởng lại là rõ như ban ngày ngay tại cái này trăm năm ở giữa đánh lấy thiên ma sơn danh hào giả danh lừa bịp thế lực liên tiếp như cái gì thiên ma môn thiên ma đảo thiên ma tông thiên ma thành đều là muốn bằng vào cái này chết người danh tiếng âm hồn bất tán chiếm cứ thế lực sau cùng đều bị chúng ta tiêu diệt cũng chứng minh những thứ này đánh lấy thiên ma danh hào thế lực đều là giả cái này cũng thôi mấu chốt là có chút không đến trăm người thế lực thế mà cũng đánh ra thiên ma trại thiên ma giúp thậm chí thiên ma tên thôn đầu loại này hàng nhái thực sự buồn cười chúng ta tự nhiên trong nháy mắt tiêu diệt thế nhưng là cái này tình thế lại là khủng bố tất cả mọi người đều muốn mượn cái này truyền thuyết bên trong danh môn vớt quyền lực mượn xác hoàn hồn cái này khiến đế quốc chúng ta trăm năm ở giữa dung chuyển không ngừng tạo thành ảnh hưởng so ta trước kia dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm rất nhiều người coi là chúng ta đã từng thua ở thiên ma sơn đệ tử thủ hạ đánh ra thiên ma danh hào liền có thể có kéo đỉnh núi lực thu hút cái này khiến đế quốc uy tín danh dự mất hết thì tính sao huyên náo lại lớn cũng chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi phất phất tay thì tiêu diệt khinh thường bĩu môi thượng quan phi vân lại là suy cười một tiếng khoát tay một cái nói nếu không chúng ta mấy cái làm phiền lục một số chẳng lẽ bầy kiến cỏ này bọn họ còn có thể lật trời hay sao nghe được lời này còn lại mấy cái kiếm vương cũng là khẽ gật đầu không chút phật lòng chẳng phải đánh cái danh hào à cũng không phải là thật thế ngoại tông môn thiên ma sơn người đến có cái gì tốt sợ có thể là đối với mọi người loại kia khinh miệt bách lý kinh vĩ sắc mặt lại càng lộ vẻ ngưng trọng nếu là thật sự giống phi vân kiếm vương nói đây đều là không nên thân đánh nhỏ đấm nhỏ lời nói bản tướng cũng tuyệt không dám mệt nhọc chư vị kiếm vương đại giá tề tụ đế đô mấu chốt là cái này thiên ma nhất mạch thật xuất hiện một cái không đắc thế lực mà lại tổ chức nghiêm mật hiếm thấy trên đời thế lực trải rộng nam châu trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện các vị không biết các người phải chăng nghe qua thiên ma điện tên tuổi sao kít bỗng dưng tất cả mọi người đều là thân thể cứng đờ sắc mặt ngột đến nghiêm túc lên cho dù là thượng quan phi vân cũng là chăm chú nhíu mày trong miệng thì thào thiên ma điện không tệ một cái theo trăm năm trước bắt đầu thì bí mật quật khởi thằng đến gần nhất mới thu vào các châu tất cả thế lực tầm mắt thần bí tổ chức như thế bí ẩn bố cục coi là thật nghe rợn cả người mi mắt ngăn không được lắc một cái bách lý kinh vĩ sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có lên chương 1122, uy hiếp liếc nhìn nhau tất cả mọi người biểu lộ khác nhau có nghi hoặc có nặng nề có trần chờ tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến thứ gì giống như chỉ là không có cho thấy nhìn đến bọn họ như thế bộ dáng Bách Lý Kinh Vĩ cũng đoán ra một chút manh mối, xem ra các vị kiếm vương đại nhân đều tại chính mình trong lĩnh vực, cùng cái này thần bí thế lực đánh qua quan hệ. Chỉ là sâu có nông có, có còn không rõ nội tình đi. Như vậy tiếp đó, bản tướng liền đem ta chỗ giải một số tình báo, hướng chư vị thông báo một chút, mọi người cũng có cái giải. Tên thiên ma này điện bắt đầu xuất hiện tại năm châu đoạn thời gian, mười phần kỳ quặc, ngay tại trăm năm trước năm châu đại chiến bắt đầu. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ đã là kỹ càng giới thiệu nói còn nhớ rõ năm đó ở chúng ta hậu viện phóng hỏa lần kia náo động sao bản tướng điều tra cẩn thận sưu tập tình báo rốt cuộc xác định lúc trước cho chúng ta chung châu thả cây đuốc thứ nhất chính là cái này thiên ma điện ngay sau đó chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy hắn lớn nhỏ thế lực ào hưởng ứng mới cuối cùng trở thành ta kiếm tinh trăm năm náo động thế nhưng là cái tổ chức này tương đương giả hoạt nói vào là vào nói lui thì lui tại chúng ta bắt đầu đối những thế lực này tiêu diệt thời điểm bọn họ bỗng nhiên thì lại ẩn xấu đi cho nên tại chúng ta đối với bọn họ căn bản không có nửa phần dài cũng không có tạo thành trầm trọng đặc kích có điều bọn họ cũng không phải là nhát gan rút lui mà chính là thừa dịp chúng ta dọn sạch những thứ này náo động dư nhiệt lúc thừa cơ vụng trộm đem những thứ này tán binh thu sạch tại dưới trướng tăng cường thực lực cho nên chúng ta cái này trăm năm qua các vị kiếm vương vất vả tiêu diệt đám kia phản nghịch cuồng đồ thực vẫn chưa biến mất mà là thành cái này thế lực khẩu phần lương thực cho ăn no một cái kết cấu to lớn thế lực ngầm đủ để phá vỡ đế quốc quyền uy đụng một tiếng vang thật lớn thượng quan phi vân hung hăng gõ một chút cái bàn giận dữ lên tiếng bà mẹ ngươi chưa gấu à vất vả trăm năm bởi vì đối phương làm áo cưới hợp lấy chúng ta ở chỗ này tiêu diệt toàn bộ những cái kia phần tử phản loạn lại nguyên lai like tất cả đều đuổi tới đối phương trong trận doanh cho bọn hắn lớn mạnh thanh thế lớn đúng vậy à, đây là đồi sói ăn hổ kế sách diệu dụng mượn địch chi thủ lớn mạnh ta thân thể tên thiên ma này điện cùng chúng ta trước kia gặp phải những cái kia nhà giàu mới nổi giống như mãng phu, không thể so sánh nổi à. Ánh mắt khẽ híp một cái, cầm sát kiếm vương cũng là nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, thì thào lên tiếng, chỉ là khoái miệng của hắn lại là thỉnh thoảng nhếch lên một cái quỷ dị đường cong. Mi mắt thật sâu nhíu lại, bọn người người cũng là khẽ gật đầu, sắc mặt biến đến cẩn thận. Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một tiếng nói tiếp, ai, không sai, tên tiên ma này điện kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, mà lại cái này trăm năm bố trí, rất hiển nhiên, là phối hợp với lúc trước năm châu đại chiến làm ra cái này trăm năm qua cũng một mực dấu tài tươi thiếu bị người phát hiện tình như vậy cảnh lời nói bản tướng có cái lớn gan suy đoán chỉ sợ tên thiên ma này điện là chân chính thiên ma nhất mạch mưu đồ người cũng là lúc trước cái kia xác chết chắc phàm thân thể không khỏi cùng nhau chấn động tại chỗ tất cả mọi người biến sắc một mặt kinh dị nhìn về phía hắn chẳng lẽ nói tên thiên ma này điện cũng là tiểu tử kia mưu đồ hắn còn chưa có chết không 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 hắn năm đó rơi vào hải yêu miệng lớn hẳn là chết nhưng là cái này mới đầu mưu đồ cũng tuyệt đối là hắn hành vi bách lý ngự vân không thể tin hét to lớn tiếng bách lý kinh vĩ vội vàng khoát khoát tay thản nhiên nói bởi vì tình huống như vậy trừ trung châu bên ngoài hắn các châu cũng xuất hiện mọi người đều biết lúc trước trưởng khống nam châu chiến sự là ai không có người kia chủ tính trung toàn cục tên thiên ma này điện làm sao có thể thừa dịp chiến loạn nhanh chóng như vậy đánh vào nam châu các nơi đều nhịp hôm nay tên thiên ma này điện trở thành vượt ngang năm châu lớn nhất thế lực ngầm đều là theo khi đó bắt đầu nếu nói sự kiện này cùng người kia không quan hệ bản tướng có thể sẽ không tin tưởng nghe được lời này mọi người tại đây một trái tim càng thêm chìm xuống trên mặt đều là ngưng trọng một mảnh thượng quan phi vân càng là ngăn không được chăm chú nắm lại quyền đầu nghiến răng nghiến lợi cái này âm hồn bất tán tiểu tử thế mà chết còn lưu hạ lớn như vậy cái hậu thủ cho người ta thêm phiền thật sự là đáng giận tri cực không phải đáng giận là đáng sợ, may mắn hắn chết, không phải vậy hắn làm ra lớn như vậy thứ gì, con cờ trong tay như thế, rồi rào, cũng không biết hắn muốn làm gì, lại là quá nguy hiểm. Mi mắt đồng dạng nhịn không được run run, bách lý kinh vĩ cũng là không khỏi thật dài phun ra một luồng lương khí tới. Tuy nhiên trận kia Nam Châu chiến bại đã là đi qua trăm năm, nhưng là mỗi khi nhắc lên chắc phẩm tên, hắn đều có loại sao sống lưng phát lạnh cảm giác, cái kia cỗ xuất phát từ nội tâm e ngại cảm giác, cho dù hơn trăm năm, cũng thật lâu vùng đi không được chỉ là tuy nói như thế cái kia lúc trước mưu đồ người đã không tại nhưng bây giờ thiên ma điện vẫn như cũ làm cho người không dám khinh thường không chỉ là chúng ta còn lại bốn châu đoán chừng cũng là ý tưởng như vậy người nào có thể khoan nhượng chính mình địa bàn có một cái nguy hiểm như vậy tồn tại đâu vừa dứt lời bách lý kinh vĩ nhất thời trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một phần địa đồ đặt ở tất cả mọi người trước mặt phía trên ngổn ngang lộn xộn vẽ lấy các loại đường cong đây là một chương nam châu địa đồ những thứ này lộ tuyến cũng là năm gần đây phát hiện thiên ma điện đệ tử hoạt động phạm trù không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì chớp mắt là qua đã từng xuất hiện một đoạn thời gian địa phương liền rốt cuộc không xuất hiện có lẽ bọn họ là đã hoàn thành nhiệm vụ đâu ánh mắt khẽ híp một cái thượng quan phi vân trầm ngâm một chút thăm thầm lên tiếng bách lý kinh vĩ nghe đến cũng là khẽ gật đầu nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc đúng vậy à ta cũng nghĩ như vậy nhưng cái này càng đáng sợ bình thường thế lực ngầm hoạt động chỗ đi qua đều là vì an bài cứ điểm xác định thế lực phạm vi bọn họ làm như thế nhưng lại là ý muốn như thế nào đâu liền đối phương mục đích đều không làm rõ ràng được đây mới là lớn nhất đáng sợ sự tình lẫn nhau nhìn một chút bọn người người cũng là cùng nhau gật đầu rất tán thành còn có ngay sau đó bách lý kinh vĩ lần nữa lấy ra một tấm giấy mỏng bày ở trước mặt mọi người phía trên lại là vẽ lấy một bộ rõ ràng quan hệ đồ đây là bản tướng bắt được mấy tên thiên ma điện đệ tử cộng đồng khẩu cung theo bọn họ nói thiên ma điện đẳng cấp rõ ràng trên dưới đều là một đường liên hệ thủ lĩnh cùng người phụ trách chủ yếu bọn họ đều không rõ ràng chỉ biết là đại khái danh vị thiên ma điện điện chủ là cái được xưng là đêm tối ma quân thần bí nhân vật không có người thấy hắn chân thực diện mạo chỉ nghe đẹp. nói thực lực mạnh khoáng cổ thức kim thủ hạ thú tước lực viêm băng ngũ đại hộ điện pháp vương có thể so với chúng ta trung châu cửu kiếm vương chi lực rất là cường hãn tiếp theo nhật nguyệt tinh ba ma làm khống chế năm châu thiên ma điện đệ tử phân bố cùng nhiệm vụ còn lại tiểu đầu mục đều là một số các châu có tên hung hãn cuồng đồ đối với người khác mà nói có lẽ là phiền phức nhưng đối với các vị kiếm vương đại nhân lại chỉ là chút tán bình thì không cần phải nói mí mắt không khỏi hung hăng run run mọi người lần nữa lẫn nhau nhìn xem đều là một mặt vẻ kinh dị làm sao tên thiên ma này điện lại nhưng đã mạnh đến trình độ như vậy như vậy trừ trung châu bên ngoài còn lại bốn châu đã không người là đối thủ à Bách Lý Ngự Lôi thì là một mặt không cam lòng vụ án kêu lên, thừa tướng đại nhân, ngài phần này đồ lời không thực đi, cái này Nam Châu bên trong đỉnh phong cao thủ, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, làm sao có thể bỗng nhiên chạy ra nhiều như vậy biến thái gia hòa, nhất định là vì lường gạt Nam Châu những cái kia đồ ngu, cố ý khuếch đại, hấp dẫn đệ tử, liền bọn họ ngũ đại Pháp Vương đều có thể cùng chúng ta mời kiếm vương cùng so sánh lời nói, cái kia người điện chủ kia, đêm tối ma quân, chẳng lẽ có thể có thể so với lão tổ tông, cái này sao có thể? có lẽ thật khả năng đâu thế mà hắn vừa dứt lời thượng quan phi vân đã là khoái miệng bỗng dưng có lại trong mắt lóe lên một đạo hiếm thấy thâm thúy nói thực không dám giấu giếm một tháng trước đó lão phu từng tại ta cái kia đất quản hạt phát hiện một đám thần bí cuồng đồ nhưng là đợi lão phu muốn đem bọn hắn giải quyết lúc lại là xuất hiện một cái quỷ dị thiếu niên cùng lão phu đại chiến ba trăm hiệp không phân thắng thua nghe những người kia đối với hắn xưng hô tựa hồ chính là thú vương t không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người lúc này mới quá sợ hãi bất khả tư nghị nhìn về phía thượng quan phi vân cái kia lạnh lùng sắc mặt muốn tìm ra hắn có phải hay không có nói đùa hiểm nghi nhưng cũng tiếc một chút dấu vết đều không có mà lại hắn cũng không phải cái thích nói giỡn người nói như vậy đến cái này năm pháp vương thật có có thể so với kiếm vương thực lực trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là khó mà tin được đây là thật thượng quan phi vân cũng là cười khổ một tiếng bất đắc dĩ lắc lắc đầu ai lúc trước ta còn không biết tiểu quái vật kia là từ nơi nào xuất hiện hôm nay nghe thừa tướng đại nhân nói mới rốt cuộc minh bạch thì ra là thiên ma điện à mà lại ngay sau đó bách lý kinh vĩ sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục nói gần nhất toàn bộ nam châu có một cái ca dao chuyển sướng ngôi sao sáng chói vẩy hướng khắp nơi mỗi một góc tất cả mọi thứ tắm rửa tại dưới ánh sao đêm tối đánh tới thôn vệ vạn vật ngôi sao sẽ không còn quang hoa khắp nơi bình minh hội lặng lẽ tới gần da mặt hơi hơi lắc một cái tất cả mọi người nghe lấy bài hát này sao chí cũng là trong nháy mắt nghe ra ý ở ngoài lời đây cũng chính là nói đế quốc nhất thống nam châu ngày chính là đêm tối ma quân phá vỡ đế quốc thời điểm đúng vậy a à, đêm tối thôn vệ ngôi sao mở ra nam châu tình cảnh mới hai con người hơi hơi suỵt suỵt bách lý kinh vĩ mặt mũi tràn đầy nộ khí nghiến sang nghiến lợi tuy nói cái này ca dao khẳng định là giả thiên ma điện biên soạn đi ra dùng đến lung lạc nhân tâm ta kiếm tinh đế quốc sao lại dễ dàng như vậy bị hắn phá vỡ? thế nhưng là tiếng người đáng sợ, nhân tâm sở hướng, chúng ta như là không thể đem cái này thiên ma điện diệt trừ lời nói, tin tưởng bài hát này, sao người thì càng ngày càng nhiều, có lẽ liền sẽ thật trở thành sự thật. cao vị, chuyện quá khẩn cấp a. À? sau cùng, bách lý kinh vĩ thật sâu nhìn về phía tất cả mọi người, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, người khác cũng là cái gật gật đầu, nhận thức đến bên trong mức độ nguy hiểm. trước kia bọn họ kiếm tinh hung hăng càn quấy, là bởi vì có cửu kiếm vương chống đỡ nhưng là bây giờ xuất hiện một cái nắm giữ nam pháp vương cùng đêm tối ma quân siêu cường thế lực bọn họ cũng nhất thời cảm thấy thật sâu uy hiếp trầm ngâm một chút thượng quan phi vân vừa nhìn về phía bách lý kinh vĩ nói thừa tướng đại nhân có một chuyện nhiều năm như vậy bản vương muốn hướng ngài hỏi thăm một chút kiếm tôn đại nhân hắn trăm năm chưa hiện thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì tuy nhiên cái này thiên ma điện chuyện quá khẩn cấp nhưng chỉ cần kiếm tôn đại nhân hiện thân lời nói bất kỳ đối thủ nào đều tuyệt không nói chơi không phải sao nghe được lời này còn lại chín người cũng cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, thân thể nhịn không được chấn động, bách lý kinh vĩ sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói: lão tổ tông hắn vì đột phá nhân loại từ trước tới nay chưa bao giờ đột phá bình cảnh, trăm năm qua một mực tại bế quan, chư vị yên tâm, lão tổ tông không có việc gì, đợi lão tổ tông xuất quan ngày, nghĩ đến chư vị thì sẽ thấy một vị xưa nay chưa từng có cường giả sinh ra. chương một nghìn một trăm hai mươi ba xa xưa hứa hẹn thật sao vậy chúng ta thế nhưng là rất chờ mong lẫn nhau nhìn xem gặp bách lý kinh vĩ không muốn lộ ra thượng quan phi vân bọn họ cũng liền không lại hỏi chỉ là đáy lòng lại là phát lên một ít nghi ngờ tới nhìn quanh mọi người liếc một chút bách lý kinh vĩ tựa hồ có chút mệt mỏi đem cái kia hai tờ bản vẽ thu hồi liền rực rỡ cười một tiếng nói các vị sự tình chính là như vậy hy vọng chư vị kiếm vương trở lại chính mình đất phong có thể đủ tốt tốt ứng đối tên thiên ma này điện hành động chớ có để bọn hắn tiếp tục kiêu ngạo thêm bản tướng cũng tại kế hoạch làm sao có thể trừ rơi ẩn hoạn này đến lúc đó lại thông báo chư vị đi tốt đã như vậy thừa tướng đại nhân bệ hạ cáo từ thật dài phun ra một ngụm chọc khí thượng quan phi vân đứng dậy ôm một cái quyền thì đi ra ngoài còn lại chín người cũng là ôm một cái quyền theo rời đi nhìn đến bọn họ đều rời đi hoàng đế bách lý kinh thế mới nhịn không được thở sâu nhìn về phía bách lý kinh vĩ nói kinh vĩ đều trăm năm qua đi sợ là chúng ta rất khó che giấu bọn họ hiện tại trong lòng đều đem lòng sinh nghi, tiếp tục như vậy nữa, giấy thì không gói được lửa, không gói được cũng phải bao, lông mày nhíu chặt thành một cái vấn đề, bách lý kinh vĩ hung hăng cán răng, trong mắt chấp động lên nói đạo tinh mang, yên tâm đi, bệ hạ, không có việc gì, ta bách lý kinh vĩ cam đoan, đế quốc nhất định sẽ trưởng trì cửu an, tuyệt sẽ không đổ, một phương diện khác, mười vị kiếm vương ba lượng thành đàn, kết bạn đi ra đại điện, chỉ có bách lý cảnh thiên một người, lẻ loi chơi trọi rời đi nơi này nhìn lấy cái kia cô độc bóng lưng, Thượng Quan Phi Vân không khỏi suỵ cười một tiếng, khinh thường nói: "Vốn là có chị quốc chi tài, lại thiên phú dị bẩm, nghĩ đến là cái thứ hai bất bại kiếm tôn đây, không có nghĩ rằng, hiện tại chỉ là cái thân vương, xem ra cái này trăm năm, hắn tâm lý chênh lệch rất lớn a, à, hắc hắc hắc. Ai, tạo hóa trêu người, lúc trước mười vị hoàng tử, trong nháy mắt chết chín cái, lưu lại một con tàn, sớm biết dạng này, khi đó bọn họ thì không nên đi Bắc Châu, bất đắc dĩ lắc đầu." đan thanh sinh không khỏi thở dài cái kia mười vị hoàng tử tài năng xuất chúng nếu là tồn tại đến bây giờ chắc hẳn thái tử leo lên đại vị mới lên cấp kiếm vương cũng sẽ có mấy cái cũng không phải là hôm nay cảnh tượng thê thảm đan huynh người ngốc a à, bọn họ bách lý ra kiếm vương nhiều chẳng phải càng không có chúng ta đất dung thân hiện tại không tệ ta bốn hắn sáu chúng ta còn lời nói có trọng lượng đúng không hắc 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 ta ngược lại tình nguyện bọn họ cành lá rậm rạp lão phu quy ẩn sơn lâm bọn họ cũng sẽ không ngăn cản thượng quan phi vân cười trên nỗi đau của người khác cười toe toét đan thanh sinh lại là lắc lắc đầu bật cười ra tiếng lúc này cầm sát kiếm vương đi tới nhìn hai người liếc một chút cười nói đan huynh tuy nhiên ta không vui phi vân huynh làm người nhưng lần này ta còn thực sự muốn đứng bên cạnh hắn ngươi cho rằng bách lý gia thế hệ trẻ tuổi quật khởi cao thủ nhiều bọn họ liền có thể thả ngươi quy ẩn chim bay cố lương cung tàng đoán chừng đến lúc đó chúng ta đều tự thân khó đảm bảo à hiện tại không tệ vốn là cành lá rậm rạp mạnh nhất gia tộc thế mà rơi vào nhân khẩu điêu linh chi địa đây đều là cái kia trăm năm đại chiến tạo thành xem ra cái kia chết đi chắc phàm thật đúng là bách lý gia khắc tinh nga à. điểm này chúng ta cái kia cảm tạ hắn mới được nghe được lời này còn lại hai người lức nhau đều là mỉm cười gật đầu rất tán thành các vị huynh đài xem ra chúng ta suy đoán đúng bất bại kiếm tôn lão gia hỏa kia đã chết lúc này một bóng người vụt sáng qua vội vã đi vào bên cạnh bọn họ lại là đè thấp tiếng nói lặng lẽ nói vừa mới các ngươi nhìn đến bách lý kinh vĩ sắc mặt sao rất rõ ràng phía sau hắn không có có chỗ dựa đáy lòng đều chột dạ suy thế mà còn không đợi hắn nói xong cầm sát kiếm vương đã là làm ra một cái im lặng thủ thế nhìn hai bên một chút không có người mới cẩn thận nói từ kiếm tiên lời không thể nói lung tung tại không có xác định bất bại kiếm tôn sinh tử trước kia người nói như vậy vạn nhất truyền đến lỗ tai hắn thế nhưng là nguy hiểm đến tính mạng à cái này còn thế nào chứng thực lão gia hỏa kia đã trăm năm chưa hiện thân không phải tốt nhất chứng cứ sao cổ một cái tử kiếm tiên mười phần tự tin nói các ngươi cũng biết lão gia hỏa kia đối với gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng nhìn chúng trung quy tuyển lựa mấy cái tư chất tốt tự mình điều giáo đưa đến bá thiên kiếm phía dưới ngộ đạo thế nhưng là cái này trăm năm qua biết rõ thành viên gia tộc điêu linh còn không nhanh bồi dưỡng mấy cái có thể tiếp ban cao thủ cái này không bày rõ ra đã ngỏng củ tỏi chỉ là bách lý kinh vĩ tiểu tử kia xảo hoạt, một mực không chịu nhà ra thừa nhận, cầm này đè ép chúng ta mà thôi lại nói, lão gia hỏa kia chết các vị có tính toán gì còn muốn tiếp tục ở chỗ này buồn bực mới sao, nghe được lời này cầm sát kiếm vương cùng đan thanh sinh hai người liếc nhìn nhau, lại là khóe miệng điều lộ ra một bộ đồn nhiên nụ cười có thể một cái tay vẫn là không chết lấy không thể nói lung tung không thể nói lung tung, vạn nhất hắn còn sống đâu nhưng khóe miệng dĩ nhiên đã liệt đến cái ót căn chỉ có thượng quan phi vân sắc mặt lạnh lùng trong mắt chớp động lên kiên định ánh sáng mặc kệ bất bại kiếm tôn sống hay chết các ngươi lựa chọn thế nào lão phu là nhất định muốn lưu tại kiếm tinh bởi vì chỉ có đế quốc này mới có thể giúp lão phu phản công đông châu cầm lại tất cả mọi thứ ai người quá chấp nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu ba người đều là thở dài lên tiếng hắn làm sao lại không hiểu với tư cách là tu giả cần phải truy tìm đại đạo đại đạo vô biên lưu ở thế tục cho người ta làm tay súng đáng giá không? Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn lại nói vài lời khuyên nhủ, một đạo thân mang đỏ thẫm quan phục bóng người đã là đột nhiên đi vào trước mặt bọn hắn. Không người cúi đầu, cung kính nói, thần binh bộ thị lang Vũ Văn Dũng, tham kiến bốn vị kiếm vương đại nhân. Binh bộ thị lang, mi mắt bất giác lóc một cái, thường quan phi vân liếc xéo người kia liếc một chút, lại chính gặp đó là cái tóc mai điểm bạc trung niên nhân, chỉ là hóa hương ngũ trọng mà thôi. Liền kỳ quái nói, binh bộ về thừa tướng đại nhân quản, lại không phải chúng ta vương phủ người ngươi tìm chúng ta làm gì lần nữa là một lễ thật sâu vũ văn dũng bái phục nói khởi bầm phi vân kiếm vương vì thần thực là muốn tìm chàm long kiếm vương có một chuyện muốn nhờ tìm ta không khỏi sững sờ đan thanh sinh thật sâu lướt hắn một cái lại là vớt sâu dao động cái đầu ha 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 lão phu nhận biết ngươi sao xin lỗi không biết người lão phu có thể sẽ không dễ dàng trợ thủ nói đan thanh sinh đã là quay người lại muốn vòng qua hắn rời đi nơi này trong lòng quính lên người kia vội vàng lần nữa ngăn ở đan thanh sinh trước mặt trong tay ánh sáng lóe lên liền từ trong giới chỉ cầm ra một bộ bức tranh đến hai tay trình lên cung kính nói kiếm vương đại nhân chậm đã không biết ngài còn là phủ nhận đến bức tranh này đây là mi mắt không khỏi hung hăng run run đan thanh sinh nhìn lấy cái này quen thuộc quyển trục bất giác lúc này cầm qua triển khai xem xét lại là hô thở dài một hơi cái gì đều hiểu người kia thì là vẫn như cũ khom người ở bên đạm mạc lên tiếng không biết chảm long kiếm vương phải chăng nhớ đến lúc trước ngài tại tây châu phát qua một thề người nào nếu có thể đem bức họa này vì ngài tìm về ngài liền sẽ đáp ứng hắn một việc vì thần biết đại nhân nhất ngôn cửu đình liền trèo non lội suối trăm cay nghìn đáng tìm về bộ này kiệt tác chỉ là không biết năm đó trinh nguyện hiện tại coi như hay không giang sơn xã tắc đồ là lão phu vì người yêu mà làm vì thích phát thể há có thể không tính mí mắt nhẹ nhàng rung động Đan Thanh sinh trong mắt bất giác lóe qua từng đạo giật mình lo lắng, tựa hồ lại hồi tưởng lại trước kia một chút. Ngay sau đó, bỗng nhiên vừa thu lại bức tranh, liền bình tĩnh nói: Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ? Lần nữa khom người cúi đầu, người kia một mặt nghiêm túc, Kiếm Vương đại nhân nói là làm khiến người không phục, thực không dám giấu giếm, thực tại hạ là Tây Châu người, tên là Vũ Văn Dũng, vốn là Thiên Vũ Đế quốc hoàng tử, lại bị kẻ gian làm hại, bị xoán quyền đoạt vị, bốn phía truy sát chi hiểm, thật tốt người lai lịch lão phu không muốn biết người chỉ cần nói sự tình liền tốt kiếm vương đại nhân tại hạ hy vọng kiếm vương đại nhân có thể cho tại hạ chủ trì công đạo diệt thiên vũ cả nước tiêu diệt lạc minh tất cả hai con người bỗng nhiên nhất định trong mắt chớp động lên trần trụi sát khí vũ văn dũng nghiến sang nghiến lợi nói cái gì không khỏi giật mình đan thanh sinh thật sâu liếc hắn một cái kinh ngạc nói tiêu diệt lạc minh tất cả đúng vậy à ngươi cái này binh bộ thị lang là làm sao làm thế mà đưa ra như thế nghĩ xấu một bên thượng quan phi vân nghe đến bất giác suy cười một tiếng thiên vũ đế quốc là cái quái gì ta không rõ ràng nhưng là lạc minh tại tây châu địa vị hôm nay có thể là tương đương nửa cái tây châu chiến lực người để đan huynh tiêu diệt lạc minh tất cả cái này không cùng toàn bộ tây châu là địch sao đan huynh có thể đáp ứng không trầm ngâm một chút đan thanh sinh cũng là khẽ gật đầu không sai phi vân kiếm vương nói đúng lão phu lúc trước lời thề chỉ là nhằm vào lão phu năng lực đi tới mà thôi cùng một châu chống đỡ lão phu còn không có năng lực này xin lỗi đổi một cái đi chảm long kiếm vương minh xét tại hạ cả đời mong muốn chỉ vì báo thù lúc trước lạc gia đoạt ta đế quốc phụ tá khôi lỗ lên sân khấu đối với ta đuổi tận giết tuyệt thù này hận này ta cả đời khó quên cho nên đặc biệt tìm đến kiếm vương đại nhân ra mặt trào non lội suối đi vào trung châu thế nhưng là kiếm vương đại nhân cao cao tại thượng lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ta một con kiến hôi thân thể làm sao có thể tùy tiện gặp nhau? May mà Nam Châu đại chiến bạo phát, ta liền tham gia Trung Châu đại quân, theo thành lập chiến công, từng bước tăng cao, trải qua trăm năm mới lấy hành tàu ở thành cung bên trong. Hôm nay cuối cùng có thể được gặp Kiếm Vương, thật sự là may mắn. Ta dựa vào dùng trăm năm leo đến có thể gặp người trên ghế ngồi, thật dốc lòng a. À, cừu hận này lực lượng thật đúng là người tiến lên động lực chỗ, thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan phi vân không khỏi bật cười ra tiếng. Thế nhưng là trước này khác nay khác trăm năm trước lạc minh nhằm nhò gì a à? đan huynh ngoắc ngoắc đầu ngón tay liền có thể để hắn biến thành cho bụi nhưng là hiện tại không được hắn quá to lớn kéo theo toàn bộ tây châu thế lực người để đan huynh làm sao ra tay muốn mệt chết hắn vẫn là lại đợi tiếp theo năm châu đại chiến a à? đến lúc đó người cái này binh bộ thị lang đánh lại không cái gì thù đều báo phi vân kiếm vương nói tuy có ý nhưng là đế quốc hiện tại tình hình gì ta cái này binh bộ thị lang có thể không biết nội bộ gió dục mây vần há có thể đối ngoại tuyên chiến chỉ sợ lại hơn trăm năm cũng không nhất định chiến lên nhưng ta đã không nhịn được mi mắt thật sâu nhíu lại vũ văn dũng xem ra mười phần vội vàng sau đó chặn lại nói như vậy kiếm vương đại nhân lui mà cầu thấp hơn tại hạ khẩn cầu kiếm vương đại nhân xử lý lạc minh đứng đầu lạc vân hải chỉ cần bọn họ minh chủ chết nhất định sẽ sụp đổ vậy ta cũng coi như báo một tiểu cừu thế nào cái này ngược lại là có thể hơi hơi suy nghĩ một chút đan thanh sinh đạm mạc gật đầu chỉ giết một người đến liền hồi, ngược lại là không có vấn đề gì. Tốt a, à, lão phu đáp ứng. Nghe được lời này, Vũ Văn Dũng lần nữa bái hạ, đầy mặt vui mừng, nhưng là trong mắt chỗ sâu, lại là vô ý lóe qua một đạo cười nhạo tới. Nửa canh giờ về sau, một gian đen nhánh trong phòng, Bách Lý Kinh Vĩ hai tay sau lưng, ở chỗ này yên tĩnh đứng thẳng. Vũ Văn Dũng cùng cung kính kính đi vào bên cạnh hắn, bái hạ nói: "Thừa tướng đại nhân, hết thể thỏa đáng, đàn thanh sinh xuất phát, rất tốt, không ngừng công ta đem người sự tình áp trăm năm, yên tâm đi người thủ ta sẽ nhường ngươi tự mình kết lấy thường tâm nguyện còn có đừng quên đem lần này đan thanh sinh muốn làm sự tình truyền đi nam châu đều biết đúng đa tạ thừa tướng đại nhân hơi hơi gật gật đầu bách lý kinh vĩ khóe miệng nổi lên một đạo giảo quyệt đường cong yên tâm đi lão tổ tông đế quốc bất an nhân tố kinh vĩ hội từng cái tiêu trừ rất nhanh chúng ta kiếm tinh chiếu dọi thiên hạ thời gian thì muốn tới ha 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 từng tiếng tà dị cười to tại đen nhánh đại điện tiếng vọng lộ ra âm u mà khủng bố. Chương 1124, người tìm ta, người xác định, thiên ma điện chủ, thì ở chỗ đó. Sau ba tháng, một tòa vàng son lộng lẫy trong đại sảnh một cái tóc dài phiêu giật, khuôn mặt sự dàng nam tử, thẳng tắp đứng trong đại sảnh van xin, khi vũ hiên ngang, lại chính là cầm sát kiếm vương liễu mộ bạch không thể nghi ngờ. Dưới người hắn, cung kính quỷ sát một bóng người, tuổi tác giả nua, là cái chọc đầu, nhìn kỹ, đúng là ngày đó muốn đối lạc tư phạm hành hung, lại bị tức nhi đuổi đi ngốc ừng lão ma khởi bầm kiếm vương đại nhân lão hủ tại thiên ma điện dò xét mấy chục năm tên thiên ma này điện chủ hành tung bí hiểm một mực khó có thể phát hiện hành tung nhưng là đi qua lão hủ nhiều năm như vậy kinh nghiệm đối với hắn thường thường xuất hiện địa phương làm đại khái quy hoạch rốt cục nhìn ra một chút manh mối liền tới đó đụng cái vận khí không nghĩ tới thật sự ở nơi này gặp phải bản điện ngũ đại pháp vương một trong tức vương phải biết qua nhiều năm như vậy tức vương cùng thú vương hai người là lớn nhất thường xuất hiện tại điện chủ bên người Pháp Vương, đã tức vương ở nơi đó, cái kia 89 phần 10 không sai, điện chủ cũng nhất định ở nơi đó, tuyệt kiếm chấn, nhẹ nhàng gật gật đầu, cầm sát kiếm vương sắc mặt giật mình lo lắng, phất phất tay, liền để hắn đi xuống, ngốc ưng lão ma không người cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau, liền muốn rời khỏi, ta tưởng là ai chứ, thì ra là cầm sát kiếm vương muốn gặp bổn tọa, ha ha ha, thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên đã như vậy ngài đã biết bản điện đại thầy tình huống khiến người ta mang hộ cái tin đến liền có thể làm gì như vậy tốn công tốn sức theo dõi ta mấy chục năm cha ta hạ lạc đâu thân thể nhịn không được lóc một cái cầm sắt kiếm vương cùng ngốc ưng lão mà không khỏi cùng nhau trong lòng hoảng hốt đôi vội vàng xoay người hướng về sau nhìn qua lại chính gặp chẳng biết lúc nào một cái vải trắng được hai mắt nam từ trẻ tuổi đã là phiêu hốt ngồi tại cái kiệt kiếm vương trên bảo tọa khóe miệng vềnh lên một tia tà dị đường cong bên cạnh hắn thì là đứng đấy một thiếu niên cùng một thiếu nữ, trong mắt tản ra kiệt ngao chi sắc, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Bên hông hai khối tính chất giống nhau, nhưng hình dáng khác nhau lệnh bài, tại cái kia lóa mắt dưới ánh nến, tản ra quỷ dị ánh sáng. Ngốc ưng lão ma thấy một lần, liền nhịn không được song đồng co rụt lại, kém chút liền nước tiểu đều hoảng sợ đi ra, hét to lớn tiếng. Thú, thú vương cùng tước vương, chẳng lẽ nói, ngài cũng là điện chủ đại nhân, thiên ma điện chủ, đêm tối ma quân mi mắt hung hăng run rẩy một chút cầm sát kiếm vương cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía trong lúc này ở giữa ngồi ngay ngắn người sắc mặt ngột nhân tiện trầm xuống hơi hơi nhếch nhếch miệng trác phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái bật cười ra tiếng người điều tra ta mấy chục năm nếu là bổn tọa lại không xuất hiện há không uổng phí ngươi một phen vất vả cho nên bổn tọa cố ý tới gặp ngươi một mặt ngươi cũng nên an tâm a à. ha 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 ưng ừ ngực nhịn không được một miếng nước bọt không lưu loát nuốt xuống ngốc ứng lão mà hai chân như nhũn ra toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh như thác nước chảy xuôi sau đó một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía cái kia cầm sát kiếm vương chờ lấy hắn an bài lão đại chuyện này là ngươi để ta đi làm nơi đây lại là ngươi địa bàn ngươi có thể muốn giúp ta chỗ dựa làm chủ a à. thế nhưng là giờ này khác này cái này cầm sát kiếm vương chỗ nào còn có thể quản được hắn đây chỉ là một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú về phía trác phàm yên tĩnh bất động trượt liền trong tay ánh sáng lóe lên nhất thời xuất hiện một thanh ngàn năm cổ cầm không nói hai lời hai tay huy động liên tục nhưng nghe từng trận trói tai len canh cầm âm phát ra thất nói vô hình kiếm khí chính là đột ngột đến theo cầm bên trong bay ra thẳng hướng chắc phàm chỗ đó bay đi nghe đồn đêm tối ma quân thực lực cường hãn đã tới đỉnh phong tri cảnh bản vương bất tài muốn thử một lần thân thủ các hạ không biết các hạ là không có thể chống đỡ được đâu thất âm vô hình kiếm hai mắt tỏa sáng ngốc ưng lão ma nhất thời hét to lớn tiếng lớn mật giận quát một tiếng, tức nhì mí mắt lắc một cái, tiến về phía trước một bước, thì muốn xuất thủ, cũng là bị chắc phàm khoát tay chặn lại, đem nàng ngăn lại. Ông, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, chắc phàm vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở kia trên bảo tọa, không nhúc nhích, nhưng là theo một đạo vô hình ba động theo trong thân thể phát ra, trước người hắn lại là đột nhiên xuất hiện một cỗ mông lung lồng khí, đem hắn chăm chú vờn quanh, phốc phốc phốc. Cái kia bảy đạo kiếm vương cao thủ toàn lực ứng phó, bắn ra vô hình kiếm khí đánh tới hắn trên thân lại là nhất thời phát ra liên tiếp tiếng vang trầm trầm sau đó liền ngột biến mất không thấy gì nữa liền một tia chấn động sóng đều không có chuyển ra ảnh hưởng thậm chí còn không bằng ba tuổi nữ oa đánh vào người nắm đấm trắng nhỏ nhắn có lực đây trong mắt nhịn không được hung hăng run run cầm sát kiếm vương không khỏi trong lòng hoảng hốt lưng chỗ cũng là bất chợt tới đến chảy ra vô tận hàn ý cái này đêm tối ma quân thực lực vậy mà như thế biến thái thầm bất khả chắc bản vương kiếm kia vương cấp thất âm vô hình kiếm ở trên người hắn lại không có nửa điểm hiệu lực mà lại trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ tiêu trừ liền cái dám cũng không bằng cái này làm sao có thể ngốc ưng lão ma gặp cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm miệng há to đến có thể để xuống bốn năm khỏa trứng vịt. đồng thời trong lòng cái kia hối hận a à, hắn làm sao có thể tưởng tượng được truyền thuyết này bên trong điện chủ đại nhân vậy mà chân thực lực thông thiên cho dù so với kiếm vương cao thủ đến cao hơn đến cũng không chỉ một đoạn a à như thế tới nói hắn biết mình là cầm sát kiếm vương thám tử muốn giết mình cái này cầm sát kiếm vương bảo vệ không được hắn a à. trong lúc nhất thời hắn đều nhanh gấp đến độ khóc lên vốn là hắn coi là dựa vào cầm sát kiếm vương cái này tiết đại thụ hắn về sau tại năm châu liền có thể đi ngang cái gì thiên ma điện chủ năm pháp vương đại khái đều là thổi ra nào có lợi hại như vậy có thể cùng trung châu kiếm vương so sánh nếu là như vậy lời nói bọn họ đã sớm lòng đất chuyển mặt đất còn dùng mỗi ngày lén lút thế nhưng là sự thật lại là em gái ngươi a à, bọn họ thật đúng là lợi hại như vậy a à. cái này cái gì cầm sắt kiếm vương căn bản không động đậy người ta một đầu ngón tay nghĩ tới đây ngốc ưng lão ma vội vàng hướng chắc phàm bái hạ khóc lóc kể lề lên điện chủ tha mạng cái này không liên quan lão hủ sự tình a à. lão hủ cũng là bị buộc đều là cái này cầm sắt kiếm vương bức ta làm ngài tha mạng a à. kiếm vương đại nhân hiện tại ngài đã thử qua không biết hài lòng hay không nếu là hài lòng lời nói không biết kiếm vương đại nhân có thể hay không cho tại hạ biết vì sao trăm cay nhìn đắng muốn xem rõ tại hạ hạ lạc đâu theo ta được biết tại mười kiếm vương chung cầm sát kiếm vương ngài hẳn là một cái nhạc thiên phái gửi gắm tình cảm sơn thủy không giống như là cố gắng như vậy kiến công lập nghiệp người à ta trong điện người tại ngài địa vực hành động thế nhưng là tương đương nhẹ nhõm bổn tọa cũng không nghĩ tới đem cầm sát kiếm vương làm là địch nhân đối đãi hoàn toàn không để ý đến cái kia quát kêu khóc lóc kể lề Chắc phàm chỉ là chăm chú nhìn đối diện liễu mộ bạch cười khẽ một tiếng thật sâu liếc hán một cái cầm sát kiếm vương trầm ngâm một chút lại là trượt cười rộ lên là vui vẻ như vậy cùng hưng phấn nhưng là rất nhanh lại sắc mặt nghiêm một chút trịnh trọng nói điện chủ đại nhân rộng lòng tha thứ tại bản vương trả lời điện chủ đại nhân trước không biết điện chủ đại nhân có thể hay không lại trả lời bản vương một vấn đề thiên ma điện hôm nay vượt ngang năm châu phải chăng có cầm xuống kiếm tinh đế quốc dự định có không chút do dự chỗ Chắc phàm đạm mạc lên tiếng, vì cái gì? Bởi vì nó ngại ta đường, nhất định phải diệt trừ. Đồng dạng một mặt nghiêm túc trì sắc, chắc phàm trả lời rất nghiêm túc, không sai. Chắc phàm muốn bố đến sông lên đại trận, là cái liên thông Nam châu trận thức, kiếm tinh đế quốc đóng quân trung châu, như cây đinh không đem nó rút ra, cái này trận thức thì khó có thể hình thành. Chẳng lẽ đi cùng bọn hắn thương lượng, ngài để cái vị trí, lão tử bố hết trận, chúng ta liền đi. Dựa vào cái gì? Vô luận là địa bàn nhi vẫn là tương nguyên, đều dựa vào thực lực đến nói chuyện không có thực lực người ta dựa vào cái gì thương lượng với ngươi mà đã có thực lực làm sao cần đi cùng bọn hắn thương lượng cho nên cuối cùng chắc phàm vì chính mình mục tiêu nhất định là muốn bắt lại kiếm tinh chỉ bớt quá hiện tại còn không phải lúc hắn cũng đang đợi thời cơ đến nhìn chằm chằm hắn không thả rất lâu gặp hắn nói thật là thật cầm sắt kiếm vương mới cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng trong mắt tản mát ra hy vọng ánh sáng nếu là như vậy lời nói Bản Vương có thể cùng điện chủ thẳng thắn, chúng ta hợp tác đi, mi mắt lóc một cái, Tức Nhi cùng Tiểu Tam Tử nghe được lời này, đều là một mặt kỳ dị liếc hắn một cái, ngay tại khóc lóc kể lể ngốc ưng lão ma, cũng là bỗng dưng ngừng lại tiếng khóc, một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu, ta nói lão đại, ngươi cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, ngài để ta tìm ra hắn hạ lạc, không phải vì đối phó hắn, là muốn cùng hắn liên thủ, cái này là làm sao làm, vì sao? Chắc phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã nghĩ đến loại khả năng này, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, cho ta cái lý do, bàn điện dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu, diệt đi kiếm tinh, trong mắt tinh mang lóe lên, cầm sát kiếm vương thở dài một tiếng, lầm bẩm nói, thực không dám giấu giếm, thực sớm tại kiếm tinh nhất thống trung châu trước đó, chấp trưởng bá thiên kiếm, là trong chúng ta châu liệu gia. khi đó bất bại kiếm tôn bốn phía khiêu chiến, cuối cùng tìm tới trên đầu chúng ta, nói thật, hắn thật là một cái thiên tài, lại chưa lĩnh hội bá thiên kiếm nói trước, liền đã vô địch thiên hạ, đúng là cứ thế mà theo gia tộc bọn ta trong tay, cướp đoạt thần kiếm. Về sau kiếm tinh thiết đề, dòng đuổi Trung Châu, người không phục đều là bị tàn sát, gia tộc bọn ta cũng liền xuống dốc, có điều, trọng đoạt bá thiên kiếm, diệt đi kiếm tinh niềm tin, lại nhiều đời truyền thừa, đến nơi này của ta, dựa vào tổ tông lưu lại đối bá thiên kiếm nói lĩnh ngộ, ta cũng coi như có chút thành tựu. Rốt cục chen vào trung châu kiếm vương hàng ngũ, tiến vào quyền lực thống trị trung tâm có lẽ là niên đại xa xưa hoặc là bại tướng dưới tay bất bại kiếm tôn quá nhiều nhớ không rõ dù sao đối với ta đến hắn cũng không có nửa phần hoài nghi mà ta một mực tọa trấn trung châu kiếm vương mục đích cũng là tại tìm một cái cơ hội đem hắn triệt để vạn ngã cho nên người tìm đến chúng ta không tệ ngay tại vài thập niên trước ta liền đã chú ý tới có thiên ma điện tồn tại do bất luận kẻ nào đều càng sớm phát hiện cảm thấy có thể là một cơ hội nhưng là ta không biết nó có thể đi bao xa có thể mở rộng đến bao lớn tương lai phải chăng có khả năng uy hiếp được đế quốc an nguy cho nên liền xếp vào một số thám tử đi vào âm thầm quan sát chăm chú mà nhìn xem chắc phàm cầm sát kiếm vương lộ ra vẻ kích động may mà ta chờ đợi không có uổng phí điện chủ đại nhân coi là thật thiên túng kỳ tài ngắn ngủi trăm năm ở giữa đã là tổ kiến gia có thể chống lại kiếm tinh mười kiếm vương lực lượng đại nhân chính mình càng là không ai địch nổi như vậy ta hiện tại có thể xác định người ta liên thủ, nội ứng ngoại hợp, kiếm tinh tất rơi. Chương 1125, đại thọ, khuôn mặt hơi động một chút, Tức Nhi cùng Cổ Tam Thông nhìn chăm chú liếc một chút, cùng nhau nhìn về phía chắc phẩm chỗ đó, chờ hắn quyết đoán. Cái kia ngốc ưng lão ma cũng là có chút mơ hồ, làm sao? Hợp lấy lão phu theo dõi điện chủ này, là vì muốn cùng điện chủ hợp tác, có thể chính mình vốn chính là thiên ma điện người, còn hợp làm cái gì? Vẫn cho là chính mình là chân đứng hai thuyền ngốc ưng lão ma, giờ này khác này, lại là chợt phát hiện, cái này hai đầu thuyền lại muốn sát nhập vậy mình lúc trước làm nhiều chuyện như vậy đến tột cùng vì cái gì chính là cho hai phe lão đại đáp cầu rắt mối sao vẫn là yên tĩnh ngồi tại chủ vị trác phàm trầm ngâm không nói thật lâu mới nhích miệng cười một tiếng từ chối cho ý kiến lắc đầu cầm sát kiếm vương hảo ý bản điện tâm lĩnh đáng tiếc thời điểm không đến kiếm vương đại nhân lại như thế vội vàng sợ là chúng ta hợp tác sẽ rất cứng ngắc chưa hẳn có thể so sánh đơn đà độc đấu tốt thế nào điện chủ đại nhân có cái gì lo lắng sao lo lắng nhiều, kiếm tinh thực lực bây giờ vẫn còn tồn tại, một khi chiến lên, rất khó lắng lại. Cho dù thắng, ta điện từ tối đến sáng, tất nhiên gây nên bốn châu chú ý, lại là một cái ẩn tàng nguy cơ. Trọng yếu nhất là, chúng ta thắng tỷ lệ còn rất nhỏ bé. Này làm sao nói, thân thể lắp một cái, cầm sát kiếm vương chặn lại nói, khẽ cười một tiếng, chắc phàm mở miệng yếu ớt, bất bại kiếm tôn, hắn, mí mắt ngăn không được run run, cầm sát kiếm vương lại, là chợt suy cười rộ lên điện chủ lo ngại lão gia hỏa này trăm năm chưa hiện thân không phải chết cũng nhất định trọng thương không trị vô cùng suy yếu lại không sức tái chiến người gặp qua hắn ây bất giác bỗng dưng trì trệ cầm sát kiếm vương bị trác phàm đột nhiên như vậy hỏi một chút lại là trần chờ rất lâu chậm rãi lắc đầu lão gia hỏa này tình huống chỉ có bách lý kinh vĩ cùng hoàng đế biết được ngoại nhân không có một cái nào biết mỉm cười trác phàm đạm mạc gật đầu cái này đúng một cánh nguy hiểm như thế không xác định nhân tố ở chỗ này bày biện há có thể tùy ý loạn động cầm sát kiếm vương nghe đồn ngươi luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo lúc này lại ngược lại xem nhẹ cái này một trọng yếu tình báo không biết là có ý còn là cố ý người tâm đã bị hận lấp đầy biến đến vội vàng sao động không chịu nổi chúng ta không nên hợp tác cáo từ nói chắc phàm chậm rãi đứng dậy thì đi ra phía ngoài tức nhi cùng cổ tam thông đi theo ở bên cầm sát kiếm vương thấy một lần chặn lại nói chờ một chút điện chủ chậm đã, mọi thứ dễ nói. Bản vương đã đợi thời gian dài như vậy, không quan tâm lại chờ mấy năm. Kiếm vương đại nhân, ngài miệng phía trên mặc dù nói như vậy, nhưng tâm vẫn không khỏi đến chính ngài. Nói thật, ta không muốn bị heo đồng đội liên lụy, ngay cả mình tâm đều không quản được, ánh mắt bị cửu hận che đậy người, thành không đại sự. Như vậy chúng ta làm sao mới có thể hợp tác? Mí mắt hơi hơi lắc một cái, cầm sát kiếm vương chặn lại nói, rời đi thân thể chậm rãi dừng lại, chắc phẩm suy nghĩ một chút, nhạt cười ra tiếng kiếm vương đại nhân là người thông minh hẳn phải biết hợp tác có khi cũng không cần lẫn nhau câu thông chỉ cần tâm hữu linh tê là đủ đừng quên chúng ta hai cái tuy nhiên mục đích không giống nhau nhưng mục tiêu là giống nhau người nghĩ rõ ràng điểm ấy liền biết cái kia hợp tác như thế nào ha 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 chân mày hơi nhíu lại cầm sát kiếm vương cúi đầu trầm ngâm không nói còn có người cái kia ca dao không tệ có thời gian lại phổ cái cong đi sau cùng chắc phẩm khoát khoát tay khẽ cười một tiếng liền đột nhiên ngây ngang rời đi tức nhi cùng cổ tam thông cũng là theo chân trong nháy mắt biến mất bóng người sắc mặt bất giác hơi hơi biến biến cầm sát kiếm vương thật sâu nhìn lấy chắc phàm ba người biến mất phương hướng không khỏi đầy mặt tán thán nói cái này đêm tối ma quân thật sự là kỳ nhân bách lý kinh vĩ xem như lại có đối thủ kiếm vương đại nhân nguyên lai like ngài là muốn lúc này cái kia ngốc ưng lão ma lần nữa thân cận cầm sát kiếm vương bên người thăm thẳm lên tiếng thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong đụng một tiếng toàn bộ thân thể đã hóa thành một đoàn xương máu hoàn toàn biến mất không thấy cầm sát kiếm vương chậm rãi thu về bàn tay trong mắt một mảnh vẻ lạnh lùng ngươi biết quá nhiều phụ thân cái kia ngốc ưng lão ma lại dám phản điện cứ như vậy buông tha hắn cha con ba người chậm rãi hành tẩu tại một đầu phi thường náo nhiệt trên đường cái cổ tam thông thỉnh thoảng nhìn xem nơi xa cầm sát vương phủ có chút oán trách lên tiếng chậm rãi khoát khoát tay chắc phàm bật cười nói đây không phải là phản đồ hắn vốn chính là thám tử chỉ bất quá giấu ở mình trong điện mấy chục năm mà thôi. Hắn là liễu mộ bạch người, liễu mộ bạch lại đối chúng ta không có ác ý, cho hắn cái mặt mũi, tội gì bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy vạch mặt, gây nên đối phương không nhanh. Huống hồ, lão gia hỏa kia liễu mộ bạch hội thu thập hết, nhà người ta chó, vẫn là để người khác tự mình xử lý à, chúng ta không cần vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Làm sao? Hắn biết quá nhiều, nếu ngươi là liễu mộ bạch, hội để cho mình cùng thiên ma điện chủ riêng tư gặp sự tình tiết lộ ra ngoài sao ha 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 cho nên liễu mộ bạch vừa mới đôi chúng ta thẳng thắn lúc liền đã nhất định diền lão gia hỏa kia khoái miệng xẹt qua không sai nụ cười chắc phẩm khoan thai lên tiếng tiểu tam tử nghe cũng là rõ ràng gật đầu lúc này tức nhi lại quay đầu hỏi phụ thân vậy ngươi vừa mới nói cái kia ca dao là gần nhất nam châu tại truyền sướng cái kia sao nói là chúng ta muốn tiêu diệt kiếm tinh đó là cái kia liễu mộ bạch truyền tới tám chín hơi hơi gật gật đầu chắc phàm đạm mạc lên tiếng vừa mới nghe hắn kể rõ ta liền minh bạch trong lòng của hắn đối kiếm tinh hủy diệt chấp nhất lại nghĩ tới gần nhất ca dao mới phát hiện đây cũng là một chiêu kế mượn đao giết người hắn biết rõ chúng ta có đối kháng kiếm tinh thực lực cho nên cố ý lan ra ca dao đến gây nên song phương cừu hận cứ như vậy cho dù chúng ta đối kiếm tinh không có ý tứ kia cũng không thể không dương cung bạt kiếm hắn thì là vừa vặn hợp tác với chúng ta cùng một chỗ diệt kiếm tinh đế quốc có khi lời đồn thật sự là mầm tai vạ riêng là loại này lời đồn không thể nhất để đế vương chịu đựng chúng ta song phương liền thế thành nước lửa đâm lao phải theo lao ta mặc dù không phản đối hắn làm như thế nhưng chán ghét bị người lợi dụng vậy cuối cùng ta nói cái kia ca dao sự tình một là nhìn hắn phản ứng xác định có phải hay không hắn làm thứ hai cũng là cảnh cáo hắn sự kiện này ta biết để hắn cẩn thận một chút đừng có đùa tiểu thông minh hết thảy bằng vào ta cầm đầu đừng tiếp tục cho ta làm mánh khóe rõ ràng gật đầu tiểu tam tử cùng tức nhi đều trong lòng không sai uy nghe nói a à, chảm long kiếm vương muốn đi ám sát tây châu lạc minh minh chủ ngươi cảm thấy có cơ hội không cái gì kiếm vương đi ám sát lạc minh minh chủ cái này quá rơi thân phận nhi à? tốt xấu tất cả mọi người là có thân phận người rơi cái gì phần a nghe nói lần này chảm long kiếm vương như thế quyết ý cũng không phải là hai châu ở giữa phân tranh thuần túy là vì hoàn thành một cái gần ngàn năm hứa hẹn có người đem hắn cái kia thất lạc bức tranh tìm trở về yêu cầu hắn làm như thế vì là trăm năm trước một cọc hoàng thất kiểu hận chuyện giang hồ giang hồ sự kiện này coi như còn lại bốn châu cao thủ biết cũng không xen tay vào được cái này lại không tính hai châu chiến sự có thể là đối phương là tây châu giường cột a à, cái này muốn bị ám sát thì tính sao lại giường cột cũng là người giang hồ trên giang hồ ân oán tránh đều tránh không rơi cái kia xong kiếm vương xuất thủ cái kia lạc minh minh chủ cho dù có thiên quân vạn mã cũng chết chắc đối với kiếm vương cao thủ rậm rạp vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp chẳng phải cùng chơi một dạng dù sao người ta lại không theo người thiên quân vạn mã đánh công thành đoạt đất cũng không phải sao thế chợt từng đạo từng đạo tất dẫn tiếng thảo luận bỗng dưng truyền đến chắc phẩm cái kia nhẹ bén trong lỗ tai thân thể bất giác trì trệ chắc phẩm hơi hơi động động hai lỗ tai mi mắt chăm chú nhăn lại đan thanh sinh đi ám sát biển mây phụ thân nếu không ta đi ngăn lại hắn minh bạch hắn ý tứ tiểu tam tử thăm thẳm lên tiếng chậm rãi khoát khoát tay chắc phẳng suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói trong này có kỳ quặc đan thanh sinh đi ám sát lạc minh minh chủ tại sao lại huyên náo xôn xao dư luận mọi người đều biết đâu phụ thân ngài đây lấy gì sự tình có kỳ quặc tất là yêu đan thanh sinh luôn luôn làm người điệu thấp mà cái kiệu ủy thác người nếu thật muốn báo thù cũng tất sẽ không đem như thế một cái tình báo tiết lộ ra ngoài làm cho đối phương có chỗ cảnh giác muốn ăn mừng cũng phải chờ bắt lại đầu người lại nói a à. chẳng lẽ hắn thì khẳng định như vậy đan thanh sinh nhất định có thể thành công giữa lông mày vạn thành một cái vấn đề chắc phàm suy nghĩ sau một hồi bình tĩnh nói tức nhi tiểu tam tử các ngươi đi cho ta điều tra một chút năm châu đối với chuyện này phản ứng ta đi tự mình đem đan lão ngăn lại chỉ sợ lần này lại là cái bộ con a à. liếc nhìn nhau hai người không người cúi đầu đúng phụ thân một phương diện khác tây châu hắc phong sơn lạc minh đại bản doanh lạc gia bản bộ giờ này khắc này lại là còn không biết đại nạn lâm đầu vẫn như cũ giang đèn kết hoa đang chuẩn bị lấy minh chủ lạc vân hải 150 tuổi đại thọ trong lúc đó khách mời nối liền không dứt ảo ảo đưa lên bái thiếp lại là cao thủ như mây tây châu phàm là tay to mặt lớn nhân vật toàn bộ đến đông đủ chín tông trưởng môn cũng là một cái không rơi cho tận mặt mũi ai u lạc minh chủ chúc mừng chúc mừng a à. phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn lý tông chủ khách khí mau mời tiến lạc minh chủ vậy mà tự mình bên ngoài đón chào thật sự là chết sát lão hủ trương gia chủ quá khen cần phải ngài có thể tới tham gia tại hạ tiệc mừng thọ thật sự là khiến tại hạ rồng đến nhà tôm a ha 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 nghênh đón mang đến nối liền không dứt lạc vân hải cùng nguyệt nhi hai người thì đứng tại nội môn chỗ đối nghịch hướng khách mời ôm quyền đáp lễ đầy mặt nụ cười lại là đã cười cứng thỉnh thoảng lạc vân hải nhìn về phía nguyệt nhi thừa dịp không có người luôn luôn không khỏi lộ ra một chút đáng chát đến. Nguyệt Nhi, 150 tuổi tính là gì đại thọ, ta nói không khánh, người nhất định phải khánh, bây giờ không phải là bị tội à, cái này có thể trách ai, còn không phải ngươi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Nguyệt Nhi bất giác giận cười nguyết hắn một cái, ai để ngươi trăm năm trước nhất định phải tranh quyền đoạt thế, đã muốn tranh giành, liền phải liên hệ người mạch, mừng thọ là tốt nhất phương thức liên lạc, ra cắt quản gia không phải nói a à? năm năm một tiểu qua, mười năm nhất đại qua đem tây châu tai to mặt lớn người có thể mời đều mời đến mấy năm liên tục tăng lên cũng thuận tiện đem ta lạc minh nhân nghĩa chi phong tung ra ngoài lung lạc nhân tâm tuy nhiên tiệc mừng thọ là có hơi phiền toái nhưng hiệu quả tốt à mấy chục năm qua trừ chúng ta lạc minh thế lực không ngừng phát triển bên ngoài phu quân tại tây châu quyền nói chuyện cũng là càng ngày càng tăng dù sao cũng so cái kia song long viện quanh năm không gặp người tốt nhiều đi ta muốn hiện tại tây châu chín tông tin tưởng phu quân lại so với tin tưởng song long viện càng nhiều nhiều ra cắt quản gia bọn họ kế hoạch không có sai khoái miệng bất giác một xẹp lạc vân hải bất đắc dĩ gật đầu đúng vậy a à, bọn họ làm như vậy xác thực hiệu quả nổi bật lạc minh bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều chỉ là khổ ngươi mỗi lần cùng vi phu ứng phó cái này chuyện phiền toái phu quân nói chỗ nào lời nói cái này không cần phải a à. hay gò má bất giác một đỏ nguyệt nhi lộ ra ngọt ngào nụ cười thế nhưng là rất nhanh lạc vân hải lại bốn phía nhìn xem ngạc nhiên nói a à, nhớ trần tục nha đầu kia đây nàng chạy đến nơi đâu chương một nghìn một trăm hai mươi sáu bất mãn nhấc lên việc này nguyệt nhi cũng là không khỏi sững sờ ngó nhìn xung quanh lấy trong mắt một trận mê mang đúng vậy à nhà đầu kia chạy đến nơi đâu mà lại mặt khác cái kia hai cái theo đuôi cũng không thấy nguyệt nhi đệ muội ngươi nói ai là theo đuôi à thế mà đúng lúc này một tiếng trêu chọc lại là nhất thời vang lên ngay sau đó một cái vóc người khôi ngô trung niên nam tử liền tới đến trước mặt bọn hắn cười to lên ha 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 ta cái kia thằng nhãi con đối lệnh ái đã sớm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu trông thấy lệnh ái bóng người đuổi đều đuổi không đi có thể không làm theo đôi sao nếu không thẳng thắn để hai người bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ đến ra mặt bất giác co lại nguyệt nhi hơi hơi bĩu môi lại là nhẹ hừ một tiếng nghĩ hay lắm nhi tử kia của ngươi sao có thể xứng với nhà ta khuê nữ là vân hải cũng là cười to một tiếng khoát tay một cái nói Được vân đại ca nhớ trần tục cùng kiếm sơn bọn họ còn nhỏ mình không đề cập tới cái này chờ qua hai năm rồi nói sau còn nhỏ không nhỏ đi mi mắt bất giác lắc một cái long hành vân cười hắc hắc một mặt hy vọng nói vân hải lão đệ chúng ta hai nhà quan hệ từ thiên vũ liền bắt đầu cái này lạc minh càng là chúng ta hợp lực tổ kiến hiện tại hai cái trẻ em thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư lại mười phần nhìn vừa ý không bằng chúng ta thì thân càng thêm thân không phải chuyện tốt một cọc sao ha 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 chỗ nào thì nhìn đối con mắt nhà ta khuyên nữ có thể nhìn lên như tử kia của ngươi nghe được lời này nguyên nhi thật sâu lướt hắn một cái lại là không còn gì để nói sắc mặt cũng có chút âm trầm lạc vân hải cũng là bật cười lắc đầu từ chối cho ý kiến thế nhưng là ngay tại lúc này quát lạnh một tiếng lại là chợt vang lên long hành vân nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế không biết xấu hổ à nhi tử kia của ngươi bất học vô thuật không coi ai ra gì minh bên trong ai không biết sao có thể xứng với lạc gia ngàn vàng người nào nha người nào như thế mở mắt nói lời bịa đặt làm nhục nhi tử ta đâu mi mắt bất giác lắc một cái, lòng hành vân ngột đến quay người, phẫn nộ quát. nhưng là vừa nhìn thấy người kia khuôn mặt, lại là một sẹt miệng, thẳng phun ra một ngụm chọc khí, hừ hừ lên. ta nói người nào, thì ra là ngươi a, à, ngươi lại không tại lạc minh, chúng ta lạc minh sự tình, liên quan gì đến ngươi a? À? đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân đạp nhẹ, thu vào mọi người tầm mắt là cái lạnh lùng trung niên nam tử, khóe miệng hai bên còn mang theo hai liếc rìa mép, một đôi tinh đồng tử như sấm sét vang dội sắc bén dị thường, dường như một thanh trường kiếm, đâm người tâm tủy, lại chính là kiếm thần tông mười cung phụng đứng đầu. Lạc Minh, lúc đầu thất nguyên lão một trong, kiếm hầu phủ, tạ khiếu phong con trai trường, tạ thiên thương tới, đầu tiên hướng Lạc Vân Hải ôm một cái quyền, đưa lên một phần hậu lễ, tạ thiên thương lại nhìn về phía Long Hành Vân, cười nói, ta mặc dù không phải Lạc Minh bên trong người, nhưng cha ta là, nhi tử ta cũng tại Minh bên trong lớn lên, người muốn là thảo luận hắn sự tình, ta không tham dự nhưng là tiểu bối này hôn nhân đại sự ta liền không phải tham dự không thể cái này mẹ hắn có người chuyện gì ạ à? đương nhiên là có ta chuyện khuyển tử đối lạc gia ngàn vàng thế nhưng rất có hảo cảm nói tạ thiên thương liền hướng lạc vân hải ôm một cái quyền khẽ cười nói vân hải lão đệ lão phu ngày bình thường say mê kiếm đạo đối khuyển tử bỏ bê chăm sóc đa tạ vân hải lão đệ thêm nhiều chiếu cố chỉ là hài nhi đã trưởng thành ta cái này làm cha cũng muốn tận một số phụ thân trách nhiệm gặp quyền tử đối lệnh ái một mảnh chân thành lão phu có cái yêu cầu quá đáng mong rằng thành toàn lướt nhìn nhau lạc vân hải cùng nguyệt nhi đều là lúng túng cúi thấp đầu không biết như thế nào cho phải đến lại tới một cái bức hôn nếu là yêu cầu quá đáng cái kia cũng không cần mời nhìn ngươi đem lạc minh chủ làm khó thế mà lạc vân hải còn chưa mở miệng long hành vân đã là suy cười một tiếng khoát khoát tay đem hắn đội lên đằng sau nhìn về phía lạc vân hải ôm ôm quyền nói vân hải lão đệ Chúng ta việc này trước hết bình tĩnh, lúc nào làm việc, mình lại thương lượng, mẹ hắn, cái gì thì bình tĩnh, Lăn, hung hăng đẩy Long Hành Vân, lúc này đem hắn đẩy cái lảo đảo, tạ Thiên Thương lần nữa đi vào Lạc Vân Hải hai người trước người, để mặt chân thành, thế nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, Long Hành Vân lại một chân đá lên đến, "Họ tạ, ngươi đều rời đi không chung, còn quản chúng ta không chung nội bộ sự tình, ngươi quản được sao?" Kết quả là, chỉ là sát cái kia công phu, hai cái trước kia bạn cũ liền nhất thời chật đánh nhau. Bất quá, bọn họ dĩ nhiên không phải thật đánh, chỉ là tựa như đùa giỡn loại kia hài đồng trò xiếc, ai cũng không phục người nào. Lạc Vân Hải hai người ở một bên nhìn đến liên tục cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại là không biết nên như thế nào khuyên can. Kiếm thần tông trưởng môn, ôn đào trưởng môn đến, đúng lúc này, ngoài cửa hét lớn một tiếng trợt vang lên. Ôn đào mừng khấp khởi đi vào trước mặt mọi người, ôm một cái quyền, vừa muốn chúc mừng, lại là chờ sững sờ, bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ây, tạ cung phụng, ngươi đây là, sư huynh, ra mặt bất giác co lại, tạ thiên thương nhất thời ngừng tay chân, cùng long hành vấn tách ra. Ôn đào nhìn hai người liếc một chút, không khỏi cười to lên. Ha ha ha, thật náo nhiệt à, tạ cung phụng đây là về nhà, nhẹ nhõm rất nhiều sao, nào giống ngươi tại tông môn nghiêm túc như vậy, không nói gì, tạ thiên thương trợn mắt một cái, nhưng khóe miệng lại là hiếm có lộ ra một tia đạm mạc mỉm cười tới ôn tông chủ đã lâu không gặp Lạc Vân Hải thì là giống ôn đào ôm một cái quyền, vui vẻ ra mặt, đem chính mình quà mừng cung kính đưa lên, ôn đào hơi hơi khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến, đâu có đâu có, tất cả mọi người là huynh đệ mình, thì đừng khách khí, ta thế nhưng là tinh tường nhớ đến. Lúc trước Nam Châu đại chiến, ta ở tiền tuyến liều mạng, người may mắn nhóm Lạc Gia bảo hộ, không phải vậy cái mạng này sống không có, cần phải, Lạc Gia lúc trước có thể đi vào chín tông, cũng nhờ có ôn tông chủ đám người liên danh tiến cử hiện tài. Đây không phải nhất mã sự tình, chúng ta ban đầu là vì Trác huynh, hiện tại ta là vì ngươi ân cứu mạng, không thể so sánh nổi, tóm lại, từ đó về sau, chúng ta cũng là người một nhà. Lạc lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Trịnh Trọng liền ôm quyền, ôn đảo mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Lạc Vân Hải cũng là làm một lễ thật sâu, cùng chung chí hướng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại là một tiếng hò hét vang lên, Ma Viêm Tông, Viêm Ma tông chủ đến, Thái Thanh Tông, Vũ Thanh thu tông chủ đến, đạp lên nhẹ nhàng tốc độ hai người rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người vũ thanh thu cười lớn một tiếng u các huynh đệ đều đến đủ xem ra chúng ta hai cái xem như đến trễ phải tự phạt ba chén còn có mây mù chúc mừng chúc mừng nếu không phải chúng ta nhất tông chi chủ không như thế tục như thế có thể mừng thọ ta đều nghĩ qua thọ tối thiểu có thể đem các huynh đệ đều triệu tập lại a à. ha 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 viêm ma cũng là nhạt cười một tiếng khẽ gật đầu cùng vũ thanh thu cùng một chỗ đem lễ mừng thọ đưa tới vũ tông chủ chê cười thế tục đồ chơi chỗ nào có thể rơi vào thế ngoại tông môn trong mắt không khỏi bật cười lắc đầu lạc vân hải khiêm tốn nói ôn đào xe bọn hắn liếc một chút hỏi đúng diệp lân đây nhiều năm như vậy đều không gặp hắn xuất hiện còn không tìm được sao chắc phẩm không tại hắn nhưng chính là tây châu cái này nói ôn đào rưỡi ra một cái ngón tay cái tới này đừng đề cập từ khi lần kiên nam châu sau đại chiến tiểu sư đệ trở về không có mấy ngày thì mất tích không biết đi nơi nào không có không tin tức nhẹ nhàng gật gật đầu ôn đào cũng là thở dài một tiếng đúng a à, lần kia sau đại chiến rất nhiều tiền bối cao thủ đều mất tích cũng là kỳ quặc giống như từ đó về sau bọn họ đều quy ẩn sơn lâm một dạng không còn quan tâm thế tục danh lợi nói đến đây mọi người liếc nhìn nhau đều là trầm mặc cúi thấp đầu sắc mặt nặng nề hôm nay bốn châu chiến lược chỗ trống cùng trung châu càng là một trời một vực các vị mời vào chỗ đã hôm nay là tiểu đệ đại thọ liền không cần lại nghĩ những cái kia không vui đợi chút nữa bồi tiểu đệ cùng một chỗ nâng ly một phen như thế nào biết trong lòng bọn họ sầu lo lạc vân hải nhất thời khẽ cười một tiếng đem mọi người theo trong lòng mù mịt lại kéo trở về lẫn nhau nhìn xem mọi người cũng là cười lớn một tiếng tốt sau đó liền cùng nhau nhập hội tràng đến bái chúc người nối liền không dứt thẳng đến trời sắp hoàng hôn mới cơ bản đến đông đủ ra các trường phong cùng lãnh vô thường hai người tại ngó nhìn trong tay quà mừng danh sách lại là nhướng mày lướt nhau tâm phía dưới không ngừng chìm xuống Thế nào, hai vị quản gia, có gì không ổn sao? Lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, hai người ngẩng đầu xem xét, khom người cúi đầu. Đại tiểu thư, hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân thường cầm qua cái kia danh mục quà tặng nhìn một chút, khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, cửu phẩm linh đan, thập phẩm linh binh, 11 phẩm dược tài, mấy chục năm qua bọn họ tặng lễ ngược lại là càng ngày càng nặng, xem ra biển mây tại bọn họ trong lòng vị trí cũng là càng ngày càng nặng a. À, ha ha ha, đúng vậy a. À càng ngày càng nặng, không biết là phúc là họa, mi mắt nhẹ nhàng lắc một cái, ra Các Trường Phong không khỏi thở dài một tiếng, dương mắt xem hắn, Lạc Vân thường có chút kỳ quái, cúi người hành lễ, ra Các Trường Phong cung kính nói, đại tiểu thư, loại chuyện này chính mình chủ lúc trước quyết ý, nếu không tiếc bất cứ giá nào leo lên trên lúc, chúng ta liền từng có dự đoán, hiện tại xem ra thật trở thành sự thật, sự tình gì, Song Long viện đối với chúng ta, càng ngày càng bất mãn, mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, Già Cát trưởng Phong thở dài một tiếng, cái này trăm năm qua, Lạc Minh phát triển cực tốc, lung lạc không ít người tâm, cái này tại ngay từ đầu, Tây Châu nhân tài điêu linh lúc, là Song Long viện hy vọng nhất nhìn đến một màn, cho nên 50 vị trí đầu năm, gia chủ sinh nhật, Song Long viện đều sẽ phái người đưa tới quả mừng, mà lại là trọng lễ, lấy từ cổ vũ, nhưng về sau, theo ta Minh Quyền nói chuyện càng ngày càng nặng, Tây Châu hướng chúng ta làm chuẩn cũng càng ngày càng nhiều, về sau 20 năm, song long viện đối với chúng ta cũng là từng năm lạnh nhạt đi, quà mừng càng ngày càng nhẹ, mãi đến gần nhất 30 năm, không còn qua quà mừng, mà 30 năm qua là chúng ta quyền nói chuyện nặng nhất thời điểm, thậm chí có bố phòng mệnh lệnh, không trải qua song long viện, chúng ta cùng chín tông thương lượng, liền có thể quyết định, cái này tại triều đường, không khác nào đem đế vương mất quyền lực, công cao lấn chủ, họa sát thân sự tình, mi mắt nhịn không được lắc một cái, lạc vân thường cả kinh nói. Người nói là song long viện đối biển mây không 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 còn chưa tới trình độ kia vội vã khoát khoát tay ra các trường phong tỉ mỉ phân tích hôm nay chúng ta lạc minh tại tây châu ảnh hưởng rất lớn phù luận tại pháp lý vẫn là tình lý phía trên song long viện đều không dám tùy tiện đụng đến bọn ta trừ phi hắn không muốn lại đặt trên tây châu giang hồ có giang hồ quy củ không có đạo nghĩa phát động tiêu diệt toàn bộ hội thụ người trong thiên hạ thoá mạ song long viện muốn chấp trưởng tây châu không biết công nhiên phạm tội chỉ sợ chỉ sợ hắn hội nhìn chằm chằm vào chúng ta bắt chúng ta bím tóc một khi chúng ta làm ra cái gì không dễ dàng lý lẽ sự tình hắn liền có cái miệng này thực cho nên càng là nơi đầu sóng ngọn gió càng phải khiêm tốn lại điệu thấp mới là chớ có ra cái gì chuyện rắc rối nhẹ nhàng gật gật đầu lạc vân thường không khỏi thở dài một hơi thở dài ai đây là biển mây tuyển đường hắn liền muốn nhận lấy vô luận nhiều nguy hiểm lớn hắn đều được đỉnh lấy điểm này chắc phàm lúc rời đi đã sớm đã nói với hắn chắc hẳn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý đi gia chủ hắn thật có cái này chuẩn bị đi đến đỉnh phong điểm này cùng trác quản gia thật rất giống đúng thế hắn nhập môn lão sư cũng là trác phàm a ngửa đầu nhìn lên trời lạc vân thường khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong chương 1127, đập phá quán hối hả trong đại sành chúng khách mời đã ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc lạc vân hải mang theo phu người tới phía trước nhất vị trí hướng mọi người cung kính ôm một cái quyền cười khẽ một tiếng các vị tông chủ cung phụng gia chủ trưởng lão hôm nay có thể tới tham gia tiểu đệ tiệc mừng thọ thực là tiểu đệ vinh hạnh lạc minh cũng là rồng đến nhà tôm ở đây tiểu đệ cùng người bên trong đa tạ các vị đại giá quang lâm nói hai người đã là thật sâu hướng mọi người cúi đầu lạc minh chủ khách khí ha 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 tại chỗ khách mời cũng là mặt mày hớn hở cùng nhau hoàn lễ lạc vân hải hai người chậm rãi đứng dậy nói tiếp bởi vì vài ngày trước tiểu đệ cùng chín tông tông chủ một mực tại thương nghị tây châu biên phòng sự tình lần này tiệc mừng thọ chuẩn bị hơi có vẻ vội vàng một số nếu là có chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo chi địa mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ nói hai người lần nữa thật sâu cúi đầu đâu có đâu có lạc minh chủ vất vả lết nhìn nhau mọi người tâm hữu linh tê đều là cười nhạt khoát khoát tay lạc vân hải lời ấy mặc dù là lời khách sáo nhưng lời nói bên trong có lời nói mọi người tại chỗ đều là trên giang hồ dân chuyên nghiệp nghe xong thì minh bạch bên trong trần ý mấy ngày nay một mực cùng chín tông tông chủ thương nghị biên phòng cái này cho thấy là xa địa vị là toàn bộ tây châu quân sự nguyên soái cùng chín tông xưng huynh gọi đệ tồn tại mà lại quan hệ mười phần thân mật thân phận siêu nhiên hiếm thấy trên đời cứng như tảng đá ai dám cùng lạc minh không hợp nhau cũng là cùng chính mình không hợp nhau về sau đừng nghĩ tại tây châu lăn lộn thế nhưng là bá đạo như vậy biểu thị công khai tại lạc vân hải trong miệng lại là nói nho nhã lễ độ biểu dương mọi người nhân nghĩa chi phong ý chỉ chúng ta tuy mạnh nhưng là không biết cố tình gây sự mười phần điệu thấp đối tất cả mọi người kính để ba phần không phải vậy cũng không có khả năng đối tại chỗ tất cả khách mời cúc hai lần cung thân thiện thái độ có thể thấy được lốm đốm cho nên cái này liền để mọi người tại đây đối lạc ra đã kính nể lại thân cận có kết giao trí nếu không mà nói một vị bày ra mạnh sẽ chỉ là bọn họ kính sợ tránh xa không phải thượng sách nhưng bây giờ vị này lạc minh minh chủ biểu hiện lại là khiến người ta có loại cảm giác ấm áp, tuy nhiên cường đại, nhưng lại ôn hòa, không có khiến người ta rời xa kiên kỵ. Lần nữa đứng lên, nhìn lấy mọi người tại đây miệng kia ý cười, Lạc Vân Hải cũng là mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Lần này, Lạc Minh lại có thể giao hơn mấy chục người bằng hữu. Thế mà, ngay tại lúc này, giữa sân một mảnh ấm áp hòa thuận thái độ thời điểm, một tiếng ồn ào cười to lại là đột nhiên vang vọng trong bữa tiệc. Ha ha ha, Lạc Minh chủ đại thọ, như thế vui mừng sự tình, vì sao không mời lão phu à? Tiên sinh, người không thể đi vào, tiên sinh, lăn, nương theo lấy từng tiếng tất tất dẫn dẫn ồn ào, cả người dài chín thước, tóc trắng phơ, lại khí vũ hiên ngang lão giả liền xài bước đi nhập bên trong đại sành, bên người là năm sáu cái trung niên nam tử, mãn kiểm cầu nghiêm cái kia cuồn cuộn phát ra khí thế, lại là để mọi người tại đây bỗng dưng trì trệ, xem xét cũng là quy nguyên hậu kỳ cao thủ, lạc ra tại ngoại môn gia đình một mực ngăn đón, cũng là bị những người kia xô đẩy ở một bên làm sao cũng ngăn không được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cọ lấy một đường đi theo, mà vừa thấy được này người khuôn mặt, trong đại sảnh một số khách mời, cũng không thấy giật mình, cúi đầu tỉ mỉ nói nhỏ lên, tần minh minh chủ, tần hạo, lão gia hỏa này làm sao tới, hắn không phải cùng lạc minh không hợp sao, đúng vậy a à. xem ra kẻ đến không thiện, có trò vui nhìn, bình tĩnh gật đầu, mọi người tại đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau dừng lại nghị luận, một đôi tròng mắt, chăm chú nhìn hai người, nhìn đối với oan gia như thế nào hành sự minh chủ bọn họ nhất định phải xông tới ta ngăn không được được người đi xuống đi gia đình kia một mặt đắng chát vội vàng cáo trạng lạc vân hải hơi hơi phất phất tay để hắn rời đi về sau vừa nhìn về phía lão già kia cười lạnh ôm ôm quyền nói tần minh chủ ngọn gió nào đem ngài thổi tới đúng vậy a à. chúng ta lạc gia có vẻ như không có mời các hạ các hạ như thế không mời mà tới không biết ý gì lạc vân thường cũng là đầy mặt băng xương đứng lên trong mắt lộ ra thấy lạnh cả người nhích miệng cười một tiếng tần hạo từ chối cho ý kiến cười ha hả trêu đùa lạc minh đại tiểu thư tính cách cương nghị lão phu là biết nhưng không nghĩ tới như thế kiên cường lệnh đệ tiệc mừng thọ phía trên cũng không cho cái sắc mặt tốt nhìn dù nói thế nào hai nhà chúng ta cũng là tây châu lớn nhất hai gia tộc liên minh lạc minh chủ quan đại thọ không có lý do không mời lão phu à lão phu đoạn trước thời gian còn tại buồn bực đây có phải hay không lệnh đệ quên đưa thiệp mời quả nhiên gần nhất lệnh đệ bề bộn nhiều việc biên phòng sự tình có chỗ sơ sẩy chỉ là không quan hệ lão phu tự mình đến đây cho lệnh đệ mừng thọ ha 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 hư một cái hàng nhái chúng ta còn không tiếc mời không khỏi cười lạnh lạc vân thường lúc này chế nhạo lên tiếng xem ra tần minh chủ là tự mình đa tình để ngài một chuyến tay không rộng lòng tha thứ phốc không khỏi cùng nhau che lên miệng tại chỗ không ít khách mời đều cúi đầu trộm cười rộ lên nhìn về phía tần hạo ánh mắt cũng đầy là vẻ quái dị tại toàn bộ tây châu người nào không biết gia tộc liên minh là lạc gia trước làm lạc minh cũng là tây châu đệ nhất đại liên minh thể còn hắn liên minh đều là đằng sau bắt trước nhưng tựa như bắt trước bừa mùa dạng làm cho giờ giờ ương ương phần lớn không có gì khởi sắc chỉ có cái này tần minh làm ra một chút bộ dáng theo sát lạc minh đuổi sát mà lên bất quá trong mắt của mọi người cái thứ nhất ăn của đó là anh hùng cái thứ hai cái kia chính là ăn hàng cho nên tại lạc minh trước mặt tần minh một mực cũng là sống ở trong bóng tối tồn tại vạn nam lão nhị nếu không phải có song long viện ở phía sau chống đỡ hắn liền vạn nam lão nhị đều không phải là cho nên hôm nay lạc vân thường công nhân cầm hắn xuất thân nói móc trêu chọc hắn vì hàng nhái hắn lại là không phản bác được chỉ có một gương mặt mo hung hăng rút lấy sắc mặt dần dần âm trầm lạc minh chủ xem ra các hạ thật sự là không có ý định mời lão phu dự tiệc a à. bất quá bây giờ lão phu đến đều đến ngài sẽ không phải tại chỗ đem lão phu anh ra ngoài a à. cái này tựa hồ làm trái lạc minh phong cách quý phái như vậy Tần Minh Chủ, mời ngồi đi, chúng ta coi như nhiều một đôi bát đũa, không có gì quan trọng, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Lạc Vân Hải không khỏi khẽ cười một tiếng, làm ra cái mời thủ thế, chậm rãi khoát khoát tay, Tần Hạo lộ ra một tia vẻ khinh miệt, lại là cũng không động tác, lão phu không phải không biết điều người, đã Lạc Minh Chủ không chào đón đến lão phu, lão phu cũng sẽ không như vậy không biết thời thế, chỉ là khó được tới gặp Lạc Minh Chủ một mặt, lại là Minh Chủ đại thọ vậy lão phu lễ mừng thọ đương nhiên sẽ không miễn người tới đem lễ mừng thọ mang lên vâng một tiếng quát nhẹ một gã đại hán cúi người hành lễ lúc này trong tay lóe qua một đạo trói mắt ánh sáng liền xuất hiện một cái giải chín thức nam hộp gỗ khom người đưa lên trong mắt lóe lên vẻ không hiểu lạc vân hải thật sâu nhìn lấy hắn không biết hắn đùa nghịch hoa chiêu gì nhích miệng lên tần hạo ánh mắt lộ ra tà dị ánh sáng vung tay lên ba một tiếng cái hộp kia nhất thời mở ra Chói mắt hồng quang một đến phóng xạ ra đến đâm thẳng đến mọi người ánh mắt cùng nhau hít lại chờ mọi người thích ứng cái kia sặc sỡ lóa mắt định thần nhìn lại mới nhịn không được sợ hãi cả kinh hét to lớn tiếng 12 phẩm đỉnh cấp linh kiếm không tệ đây chính là lão phu đưa cho lạc minh chủ lễ mừng thọ bảo kiếm tặng anh hùng lạc minh chủ xin vui lòng nhận khóe miệng xẹt qua một tê tà dị tần hạo hướng về lạc vân hải thật sâu cúi đầu nhưng nhìn hướng hắn ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích thấy tình cảnh này toàn bộ đại sảnh nhất thời vỡ tổ, từng cái châu đầu ghé tai, để mặt kinh dị, 12 phẩm linh binh, hiếm thấy trên đời, cái này Tần Minh từ chỗ nào làm ra cái này tuyệt thế chân bảo. Đúng vậy a, à. 12 phẩm linh binh cho dù tại Nam Châu bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, coi như Song Long viện cũng không nhất định có. Đâu chỉ Song Long viện, chỉ sợ Nam Châu bên trong, chỉ có Trung Châu kiếm tinh có như vậy một hai đem, còn lại các châu, chưa chắc có dạng này thần binh tại thế, huống chi là vô cùng phẩm cấp bậc. Tất cả mọi người đều bị cái kia sáng chói hồng mang hấp dẫn tất cả ánh mắt, đầy mặt đều là kinh hãi, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận không ngừng. Cho dù là Lạc Vân Hải bọn người, cũng là mí mắt hung hăng lắc một cái, bất khả tư nghị nhìn về phía bọn họ, sắc mặt dần dần trầm xuống. Gia chủ, cái này tần hạo rõ ràng là đến đập phá quán, xem ra là thụ song long viện sai sử, đến chèn ép chúng ta. Hôm nay là gia chủ đại thọ, nếu là gia chủ tranh giành không trở về mặt mũi, chỉ sợ ngày sau tần minh hội càng thêm phách lối một số nịnh nọt chi đồ liền muốn toàn chạy chỗ của hắn lúc này lãnh vô thường chậm rãi đi vào lạc vân hải bên cạnh mặt sắc mặt ngưng trọng thì thầm lên tiếng hơi hơi gật gật đầu lạc vân hải vòng bài bốn phía nhìn lấy người khác cái kia vẻ kinh dị một trái tim ngăn không được trầm xuống tên này căn bản chính là khoai của đến muốn từ ta chỗ này kéo minh hữu như là không thể kịp thời dừng lại lạc minh thì bại bởi tần minh một kiện 12 phẩm linh binh nói trắng ra cũng là kiện phía trên nhóm vũ khí không có gì quan trọng Nhân tâm mới là quan trọng a, à? chỉ là cho đến trước mắt, bọn họ có thể xuất ra cái gì đến cùng chống lại. Nghĩ như vậy, Lạc Vân Hải không khỏi quay đầu nhìn chăm chú về phía một bên Cử Viêm Hải, thấp giọng thì thào: "Thủ lão, Mình Minh bên trong trên một số người luyện binh tốt nhất, có cái gì hàng lậu không có? Gia chủ, lão phu mặc dù thiện luyện binh, nhưng bản thân chỉ là thập phẩm luyện khí sư, nhiều lắm là luyện cái 11 phẩm linh binh, hiện tại hắn xuất ra cái 12 phẩm cực phẩm linh binh đến, ta chỗ nào chống đỡ được a?" À? Sắc mặt một khổ cửu viêm hải trên mặt cũng đầy là vì khó bất đắc dĩ thở dài lạc vân hải thổn thức lấy lắc lắc đầu trong lòng thầm hận hung hăng chừng cái kia tần hạo liếc một chút lại là không có một điểm biện pháp nào vũ thanh thu gặp này cũng là ngăn không được gác đầu cùng một bên ôn đào châu đầu ghé tay lên thường văn song long viện đối lạc minh phát triển cực tốc càng ngày càng bất mãn cho nên mới đổi chống đỡ tần minh đến quản thúc lạc minh hiện tại xem xét quả nhiên truyền ngôn không giả tần minh hiện tại phát triển như thế cấp tốc không có song long viện chống đỡ, làm sao có thể, mà lại cái này 12 phẩm linh binh cực kỳ chân quý, nếu không phải song long viện ban tặng, bằng cái kia điểm vốn liếng, coi như đến, lại chỗ nào có thể lấy ra để hiện thế, còn với tư cách lễ mừng thọ đưa ra ngoài, cái kia không đau lòng chết hắn a à? đúng vậy a à, mọi người đều là trục lợi chi đồ, lấy một thanh 12 phẩm linh binh đến đảo lạc minh góc tường, song long viện này thật bắt đầu động thủ a à? hơi hơi gật gật đầu, ôn đảo bất giác thở dài lên tiếng, sắc mặt một trận thổn thức chỉ là như vậy song long viện còn là trước kia cái song long viện sao thôi đi trước kia song long viện không có người có thể uy hiếp hiện tại thì là có uy hiếp tự nhiên muốn biến lạc minh đáng sợ nhất không phải hắn phát triển tốc độ mà chính là liên thông nam châu thương hội vận doanh thánh linh thạch năng lực có thể nói hiện tại lạc minh không cần song long viện cũng có thể làm đến đại lượng thánh linh thạch mà phụ thuộc thánh linh thạch tông môn cũng chuyển hướng lạc minh nơi này nhất thời đem song long viện mất quyền lực kể từ đó song long viện tự nhiên phải thay đổi phương pháp không chế tây châu hiện tại càng là liền đế vương tâm thuật chế hành chi đạo đều dùng đến ha 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 khó trách năm đó trác huynh khuyên ta muốn thành đạo rời xa thế tục cái này bị ô nhiễm thế giới a à? ai thật sâu liếc hắn một cái ôn đào cũng là khẽ gật đầu thở dài một hơi trên mặt một mảnh mất mát do động cái đầu chương một nghìn một trăm hai mươi tám kinh diễm toàn trường trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang tần hạo vòng bài bốn phía nhìn lấy tất cả mọi người cái kia si mê ánh mắt không khỏi tà cười một tiếng ôm ôm quyền nói chư vị thanh kiếm này tên là hòa vân là lão phu tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới hiện ra cho lạc minh chủ dù sao cũng là với tư cách lễ mừng thọ lão phu há có thể xuất thủ keo kiệt bà mẹ ngươi chư gấu à mười hai phẩm linh binh trên đời có thể có mấy cái cái này còn tuyển chọn tỉ mỉ giống như người có rất nhiều giống như trang bức khoái miệng bất giác lắc một cái mọi người trong lòng ào ảo không cam lòng nhưng nhìn về phía cái kia linh kiếm ánh sáng lại là không nhúc nhích tần hạo mấy câu nói đó rõ ràng cũng là nhà giàu mới nổi sắc mặt chỉ là nhà giàu mới nổi có nhà giàu mới nổi chỗ tốt cái kia chính là người ngốc nhiều tiền dạng này bằng hữu mọi người cũng là thẳng vui lòng giao dù sao lại không lỗ lã dù sao người nào đều không phải là thánh nhân đều có nhu cầu hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ thời điểm những cái kia vui lòng vung tệ bọn họ đương nhiên nguyện ý nhiều ra mấy cái tuy nhiên lạc minh chủ cùng tại hạ có chút hiểm khích nhưng tại hạ lòng dạ rộng lớn, không để ý chút nào điểm này, thanh này 12 phẩm linh binh đã mang đến thì nhất định nguyện ý hai tay dâng lên, hoàn toàn minh bạch mọi người tại chỗ tâm tính. Tần Hạo nhếch miệng cười một tiếng, thật đem cái kia đỏ thẫm trường kiếm hướng Lạc Vân Hải một đưa, trong mắt tản mát ra quỷ dị ánh sáng, mí mắt lắc một cái, Lạc Vân Hải mắt thấy cảnh này, trong lòng bất giác hơi hơi do dự, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương cái kia, hung hăng càn quấy sắc mặt, lại là không biết kiếm này cái kia tiếp không nên tiếp nếu là tiếp một trận bọn họ lạc minh thì thua một bậc vốn là cái này tần hạo cũng không phải là bọn họ mời khách mời người ta chính mình đến đây cũng không ở đây người chỗ này ăn uống chỉ là tặng lễ mà thôi lễ này vốn không nên thụ lấy nếu không thì có tham lam chi ngại người lạc minh thế mà tham tần minh đồ vật lạc minh tự nhiên là kém một bậc lưu truyền ra đi bị mọi người suy làm trò hề thanh thế cũng sẽ giảm nhiều thế nhưng là nếu không tiếp liền đang bên trong tần hạo quỷ kế vốn là thứ này hắn cũng không muốn đưa 12 phẩm linh binh a hiếm thấy trên đời người nào bỏ được đưa ra lấy ra chính là vì trang bức một chút tạo cái thanh thế áp lạc minh một đầu hiện tại tất cả mục đích đều đạt thành kiếm này đưa hay không đưa đã dâu ria lạc vân hải thu lạc minh thanh thế hạ xuống lạc vân hải không thu chính hợp hắn ý muốn hắn mặt mũi cũng có thanh thế cũng tạo mua bán không vốn cho nên vô luận như thế nào lạc minh một trận đều thua mí mắt hơi hơi run run lạc vân hải suy nghĩ một chút cuối cùng thở dài một mặt lạnh lùng nói tần minh chủ hào ý tại hạ tâm lĩnh chỉ là phần này đại lễ quá mức quý giá tại hạ không tốt tướng thụ cái gì cái này quá nặng vậy lần sau thay cái tiện nghi một chút nhi a à. ha 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 vừa vặn thuận theo mà xuống tần hạo mười phần thoải mái cầm lại thần kiếm giao cho phía sau nhìn về phía lạc vân hải chờ người ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc lạc vân hải cũng là bình tĩnh một khuôn mặt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lại là không nói một lời. Ngay sau đó, Tần Hạo lần nữa nhìn quanh mọi người, ôm một cái quyền, cười to lên. Còn có một chuyện, tại hạ tại Lạc Minh chủ ngày vui, hướng chư vị thông báo một tiếng. Sang năm mùng 10 tháng 5, chính là lão hủ 260 tuổi đại thọ, tại chỗ chư vị có một cái tính toán một cái, đến lúc đó nhất định muốn cần phải quang lâm a à. Còn có Lạc Minh chủ, ngày tiệc mừng thọ, mặc dù không có mời lão phu, nhưng lão phu tiệc mừng thọ, ngày cần phải đến đến lúc đó tần minh nhất định cung cung kính kính hướng ngài đưa lên thiếp mời chỉ là không biết khi đó ngài vì lão phu chuẩn bị quà mừng lại là cái gì đâu lạc minh có thể so sánh tần minh phần lớn lão phu thật rất chờ mong a à, ha 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 chúng ta đi cười to một tiếng tần hạo quay người hướng ra phía ngoài xài bước rời đi lão hoài đại sướng một trận thoải mái nhiều năm như vậy tần minh rút cục thắng lạc minh một lần để bọn hắn thể diện mất hết lạc vân hải bọn người thì là một mặt âm trầm nhìn lấy bọn hắn song quyền chăm chú nắm lại nghiến răng nghiến lợi, lại là không có cách nào. Tại chỗ khách mời, nhìn xong phương liếc một chút, cũng là giữ im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, lão đại bị lão hai đánh một bàn tay, còn không thể hoàn thủ. Suy nghĩ một chút tư vị này thì không thoải mái. Ba ba ba, thế mà, đúng lúc này, nhưng người ba đạo tiếng xé gió lên. Ba đạo bóng đen đã là đột ngột đến ngăn ở tần hạo trước mặt, hét lớn lên tiếng, chờ một chút, lão ra hỏa, lớn mật, ai dám ngăn cản ta tần minh minh chủ đường đi mi mắt bất giác lắc một cái phía trước đại hán kia lúc này hét lớn một tiếng thì muốn động thủ cũng là bị tần hạo phất tay cản lại ngăn chờ sau đó mới lại sâu sắc nhìn một chút ba người trước mặt bất giác suy cười ra tiếng ta tưởng là ai chứ thì ra là lạc minh tiểu thư cùng hai vị thế gia công tử à làm sao mấy vị thế chất cản lão phu đường đi còn có gì chỉ giáo không sai đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chính là lạc tư phàm long kiếm sơn cùng tạ niệm dương ba cái tiểu quỷ đi qua hơn 3 tháng bôn ba, bọn họ rốt cục kịp thời chạy về Minh chủ tiệc mừng thọ, đến cho Lạc Vân Hải mừng thọ, chỉ là mới vừa vào cửa thì đụng phải cái này Tần Minh Minh chủ tại đập phá quán, bất giác lúc này thì khí nộ, liếc nhìn nhau, là Tư Phàm hai mắt trôi đi loanh quanh, lại là đùa cười một tiếng nói, "Tần bá bá, ngươi là đến cho ta cha mừng thọ à, sao có thể đem lễ mừng thọ cho mang đi đâu, chẳng lẽ đưa ra ngoài lễ vật, còn có muốn về đạo lý sao?" Ha ha ha, thế chất nữ không phải lão phu muốn đem lễ mừng thọ mang về chỉ là cha ngươi trướng mắt lùi cho ta trở về lão phu không tranh thủ thời gian mang đi chẳng lẽ còn bần lạc minh chủ mắt sao ha 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 thật sao cha ta trướng mắt cái gì à có thể để cho ta xem một chút không đương nhiên thế chất nữ mời xem qua chỉ là sau khi thấy tuyệt đối không nên quá kinh ngạc à dù sao ngươi là lạc minh tiểu thư trên đời cái gì quý hiếm dị bảo chưa có xem nếu là biểu hiện được quá kinh dị sợ gây người chê cười ha 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 nhếch miệng cười một tiếng tần hạo trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt sau đó liền một mặt mong đợi lần nữa đem cái kia hộp gỗ mở ra muốn nhìn một chút cái này lạc minh tiểu thư chấn kinh khuôn mặt lại nhục nhã nàng một phen kết quả là theo cái kia hộp gỗ mở ra hỏa vân kiếm đỏ thậm ánh sáng lần nữa chiếu phía trên tất cả mọi người khuôn mặt làm cho mọi người lần nữa một mặt giật mình lo lắng lên lạc tư phàm ba người cũng không cảm thấy hai con ngươi một mực thật lâu rời không ra tầm mắt ba Đem cái kia hộp gỗ lần nữa đóng lại, Hồng Mang cũng tiêu tán theo Vô Tung. Tần Hạo tà dị xem có chút ngốc trệ Lạc Tư Phàm liếc một chút, mỉa mai cười ra tiếng, "Thế nào, Lạc nhà tiểu thư, chưa thấy qua như thế dị bảo đi? Thôi đi, vậy thì có cái gì, khó trách ta cha trướng mắt, đồ bỏ đi." Hơi hơi chỉnh một chút khuôn mặt, Lạc Tư Phàm lại là khinh thường bĩu môi, dương mắt khẽ liếc hắn liếc một chút, thản nhiên nói, "Tuy nhiên ngươi cái đồ chơi này không được tốt lắm, cha ta không lọt nổi mắt xanh cũng cần phải." chỉ là nhìn ngươi cao tuổi rồi, còn đổi tới cho ta cha tặng lễ không dễ dàng về mặt tình cảm. Ta thì thay ta cha thu đi, người đem kiếm lưu lại, người có thể đi, nhớ trần tục, không khỏi giận quát một tiếng. Lạc Vân Hải hung hăng chừng nàng liếc một chút, mắng chửi lên tiếng. Cái này lễ, hắn làm sao có thể muốn, không là phải bị khắp thiên hạ xem thường sao. Lạc Vân Thường cùng Nguyệt Nhi hai người, cũng là ngăn không được hướng nàng đánh lấy ánh mắt, để cho nàng chớ hổ đồ. Có điều nàng, dường như không nhìn thấy giống như, vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia tần hạo hai con ngươi trong mắt lóe lên giò hoạt nụ cười nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả tần hạo thở dài một tiếng gật đầu nói ai nha lão phu bảo bối này lạc minh chủ không có thèm nhưng lạc nhà tiểu thư lại hiếm có cực kỳ à cũng không biết người nào không có ánh mắt người nào có ánh mắt lạc minh chủ lão phu phần này đại lễ ngươi thật nguyện ý nhận lấy sao tần hạo lần nữa chăm chú nhìn chăm chú về phía lạc vân hải trong mắt tất cả đều là chế nhạo chi sắc chờ hắn trả lời Hùng hăng nhìn hắn chằm chằm lạc vân hải không nói gì chỉ là sắc mặt càng phát ra âm trầm ba thế nhưng là đúng lúc này lạc vân hải còn chưa lên tiếng lạc tư phàm đã là đột ngột lấy được qua cái kia hộp gỗ đụng một tiếng phóng tới trên mặt bàn cười đùa nói đã muốn đưa thì đừng như vậy lề mề chậm chạp bàn tiểu thư không phải nói người lễ này tuy nhiên không được tốt lắm nhưng ta thu nhớ trần tục ngươi làm gì còn không mau còn trở về trong mắt chừng một cái lạc vân hải giận dữ lên tiếng Tần Hạo thì là một mặt cơ tiếu nhìn về phía hắn nói, xem ra Lạc Minh chủ vẫn là rất hiếm có lão phu bảo vật này a, à. cái kia mới, vừa rồi còn chơi thanh cao gì a? À. Ha ha ha, khóe miệng nhịn không được run run, Lạc Vân Hải tức giận đến đầy mặt đỏ thẫm, Tần Hạo thì là cười càng thêm càn rỡ, lão gia hỏa, cha ta hội hiếm có người cái này rách dưới đồ chơi, chỉ bất quá nhìn ngươi tàu xe mệt mỏi, không đành lòng cự tuyệt mà thôi, ngươi còn được đà lấn tới, thế nhưng là lúc này, Lạc Tư Phàm lại khinh thường bĩu môi, cười nói: như ngươi loại này hạ đẳng phẩm chúng ta lạc minh có là ai sẽ hiếm có coi như bản tiểu thư chuẩn bị quà mừng đều so ngươi cái này đồng nát sắt vụn mạnh hơn nói là tư phàm liền trong tay ánh sáng lóe lên một nói trường kiếm màu xanh đột ngột đến xuất hiện ở trước mắt mọi người cái kia cỗ pha trộn thanh mang nhất thời khuếch tán bốn phía lúc này liền đem tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hấp dẫn lấy bao quát vũ thanh thu trở chín tông tông chủ cũng là ngăn không được một thân hình run rẩy triệt để kinh ngạc đến ngây người kiếm này kiếm này, 12 phẩm cực phẩm, ánh mắt hơi hơi suy suyệt, viêm ma thì thào lên tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu, ôn đào không khỏi trà trà trên đầu mồ hôi lạnh, trong mắt lại tràn đầy vẻ kích động, không chỉ là cực phẩm, quả thực cũng là hoàn mỹ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, một thanh linh binh có dạng này linh quang, dường như hòa vào trời một dạng, thế sở độc hữu, khó trách, tiểu cô nương kia trướng mắt cái kia thanh hỏa vân, cùng kiếm này so ra, cái kia thật là đồ bỏ đi, lời vừa nói ra, mọi người bất giác khẽ giật mình trầm ngâm một chút, đều là cùng nhau gật gật đầu. Cái kia tần hạo cũng là từ vừa mới bắt đầu đắc chí bỗng dưng run run một hạ thân, lộ ra khó có thể tin khuôn mặt, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Sao? Làm sao có thể? Lạc Minh còn có như thế thần binh chấn ra, năm châu độc gặp, lạc tư phàm ba người, thì là một mặt tốt sắc, lẫn nhau nhìn xem về sau, vội vàng khẽ không người, đem cái kia thanh kiếm hai tay hiện lên cho Lạc Vân Hải nói. Kiếm này tên là Trường Thanh Kiếm, dài bảy thước tám tấc nặng chín cân trí lượng cửu cửu số lượng vị vô cùng trèo lên đỉnh phụ thân nhân nghĩa chi phong hiệp can nghĩa đàm thiên địa trung thuộc lãnh tụ phong phạm nhớ trần tục cùng hai vị ông anh tuyển rất lâu mới chọn thanh này vừa nhất phụ thân bội kiếm cố ý kính hiến nguyện phụ thân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn lời vừa nói ra mọi người mới thình lình phát hiện kiếm này không chỉ có là một thanh cực kỳ hoàn mỹ vô khuyết 12 phẩm linh binh hơn nữa còn thật là một thanh đặc biệt vì lạc vân hải chế tạo riêng bội kiếm cùng hắn làm phong không khác nhau chút nào ung dung tĩnh nhã cùng lúc trước cái kia hỏa vân kiếm áp bách lực hoàn toàn khác biệt đây mới thực sự là tuyển chọn tỉ mỉ thần kiếm a nói như vậy đến lạc minh dạng này kiếm thế mà còn có rất nhiều có thể tuyển chọn tỉ mỉ còn có có dư cái này lạc minh vốn liếng dài bao nhiêu a trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía lạc vân hải ánh mắt càng thêm kinh dị cho dù là cái kia tần hạo cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn trong lòng một trăm ngàn cái thùng treo bồn chồn nãi nãi cái này lạc minh nội tình vượt qua song long viện hay sao cái kia mình còn cùng người ta chơi cái giám ma chương 1129 gia phong trường thanh kiếm quang mang chấn nhiếp toàn trường vẫn như cũ khiến mọi người tại đây trở nên hoảng hốt lạc vân hài trầm ngâm một chút chậm rãi đem trường kiếm kia cầm vào tay sau đó vừa nhìn về phía cái kia hộp gỗ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái liền đem cái kia hộp gỗ mở ra hòa vân kiếm hồng mang cũng là nhất thời khoách tán ra tới thế nhưng là còn không đợi cái kia hồng mang như lúc trước như thế phóng ra dạng giữa ánh sáng hào quang màu xanh kia đã là trong nháy mắt lần nữa quang mang đại thịnh sát cái kia công phu liền đem cái kia hồng mang hoàn toàn hút vào thân kiếm bên trong bất quá giây lát mà thôi cái kia hỏa vân kiếm đã là bỗng dưng thân kiếm lắp một cái ánh sáng nội liễm biến đến ảm đạm xuống trong mắt nhịn không được co rụt lại mọi người gặp này lần nữa cùng nhau hoảng hốt làm sao có thể cái này hỏa vân kiếm thế mà giáng cấp theo 12 phẩm biến thành 11 phẩm. Tần Hạo cũng là da mặt run run một hồi, đầu phía trên gân xanh hẳn lên, trong lòng 100 ngàn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này là làm sao làm? Đường đường 12 phẩm linh kiếm, làm sao đang yên đang lành địa thì giáng cấp đâu? Chẳng lẽ nói cái này trường thanh kiếm, thế mà còn có hấp thu hắn linh kiếm linh lực năng lực, cái này mẹ hắn cũng quá biến thái đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía cái kia trường thanh kiếm dạng giờ ánh sáng, đều có chút giật mình lo lắng, riêng là cái kia tần hạo, tâm đều đang chảy máu. Hắn vừa mới lấy ra 12 phẩm linh binh, phút chốc thì biến thành 11 phẩm, cái này bị giảm giá trị cũng quá nhanh đi. Đáng chết lạc minh, mẹ hắn từ chỗ nào tìm đến như vậy nghịch thiên quái kiếm, chưa từng nghe thấy a. À. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, đây là chắc phẩm kình thiên kiếm đạo hữu ngộ hiểu lúc chế tạo, tự thân lại là thiên ma đại hóa quyết ma công. Cho nên kiếm này liền có luyện hóa cùng điều hòa lực lượng, bất luận cái gì linh kiếm ở trước mặt hắn, đều sẽ bị phút chốc hút đi linh lực, linh khí đánh mất mà dưới cấp chắc phàm thân có mấy vị đế cấp cao thủ truyền thừa hiện tại lại lĩnh hội kiếm đạo trong tay hắn xuất phẩm linh kiếm như thế nào phàm phẩm bất quá những thứ này mọi người đương nhiên không biết bọn họ chỉ biết là thanh này 12 phẩm linh kiếm không chỉ có hoàn mỹ mà lại quá cường hãn quá quỷ dị quỷ dị đến để bọn hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh nhưng là lạc vân hải cầm lấy thanh linh kiếm này tỉ mỉ cảm thụ một chút lại là có loại cảm giác quen thuộc cảm giác ở trong lòng xẹt qua trầm ngâm nửa ngày cười lớn một tiếng nói hảo kiếm lướt nhìn nhau là tư phàm ba người thấy hắn như thế cao hứng cũng không nhịn được cùng nhau hưng phấn lên lần này cầu kiếm hành trình cuối cùng không phí công ba đem cái hộp kia đắp lên tần hạo lắc đầu than thở liền muốn xám xịt rời đi lần này trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt 12 phẩm linh binh còn mẹ hắn mơ hồ giáng cấp cái này khiến lòng hắn như khoan tim giống như đau cái gì đều không mò lấy không nói còn bồi thường thêm a à. chờ một chút thế nhưng là còn không đợi hắn rời đi lạc vân hải đã là vội vã gọi lại hắn mỉm cười tần minh chủ đây không phải ngươi đưa ta qua mừng à ta nhận lấy thật dài phun ra một ngụm chọc khí tần hạo bất đắc dĩ lắc đầu trên mặt có chút thất lạc cùng đáng chát lạc minh chủ chê cười lạc minh nội tình thâm hậu như thế một coi thần kiếm là thế vô song lão phu lần này đến thật sự là bêu xấu lệnh thiên kim nói không sai lão phu thanh kiếm này lạc minh chủ xác thực không có thèm huống chi hiện tại còn giáng cấp lão phu như vậy cáo từ có nhiều quấy dày còn mong rộng lòng tha thứ nói tần hạo liền phí thời gian lấy bóng lưng lại muốn rời khỏi chậm vội vã khoát khoát tay đem hắn gọi lại lạc vân hải cười nhạt một cái nói tần minh chủ quá khách khí ở xa tới là khách tiểu đệ lúc trước phái phát thiệp mời xác thực bởi vì sự vụ bận rộn đem tần minh chủ quên đây là tiểu đệ chi sai hôm nay tần minh chủ bất kể hiềm khích lúc trước đến đây mừng thọ tiểu đệ có chỗ chiêu đãi không chu đáo còn mong rộng lòng tha thứ tiểu đệ ở đây nhận lỗi nói lạc vân hải khom người bái hạ thành ý mười phần thật sâu liếc hắn một cái lại xem hắn trong tay cái kia trường kiếm màu xanh pha trộn ánh sáng tần hạo mí mắt khẽ run không khỏi thở dài lên tiếng lạc minh chủ lượng lớn bảo kiếm tặng anh hùng thanh kiếm này thật rất thích hợp ngươi lão phu hiện tại cũng rốt cuộc biết vì sao lạc minh có thể như thế thụ tây châu các đại thế lực tôn sùng lúc trước có tâm đắc tội mong rằng minh chủ thứ lỗi vừa dứt lời tần hạo cũng là thật sâu bái hạ trên mặt tràn đầy thành khẩn nhìn lấy đây hết thảy lạc tư phàm bất giác có chút sững sờ không khỏi hỏi lạc vân thường nói cô cô bọn họ không phải tới quấy rối à làm sao phụ thân hắn người kính ta một thước ta kính người một trượng người hủy ta nhất túc ta đoạt người ba đấu ta lạc gia không sợ phiền phức nhưng cũng không cùng người làm ác đây là ta lạc gia nhân nghĩa gia phong tôn chỉ nhẹ nhàng an ủi sờ một chút nàng đầu lạc vân thường đạm mạc lên tiếng Gia các Trường Phong ở một bên, cũng là khẽ cười nói, tiểu tiểu tỷ trên đời tiêu diệt địch nhân phương pháp tốt nhất, cũng là đem hắn biến thành bằng hữu. Gia chủ ở phương diện này, làm được càng xuất sắc, cùng năm đó chắc quản gia thật hiệu quả như nhau à. Chỉ bất quá là năm đó chắc quản gia lấy lợi dụ, gia chủ là lấy tình cảm chi. Có thể nói, lần này Tần Hạo đến phá quán, chúng ta tuy nhiên thắng, nhưng không bỏ đá xuống giếng, trả lại cho hắn làm đủ mặt mũi. Như là như vậy hắn trả không cho mà lời nói. Vậy chúng ta chỉ có thể coi hắn là thành địch nhân, gia chủ cử động lần này chỉ là cho một cái lôi kéo hắn cơ hội, nhìn hắn có tiếp hay không, tốt xấu hắn cũng không tính đần, có lẽ cũng là thật cảm nhận được gia chủ thành ý đón lấy, như vậy từ nay về sau, chúng ta Lạc Minh liền lại khỏe năm thứ nhất đại học bước, nhẹ nhàng gật gật đầu, Lạc Tư Phàm giống như có điều ngộ ra, nhưng rất nhanh lại sững sờ, hỏi, chắc quản gia là ai, chúng ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua, đó là cái làm cho người thương tâm lại lại khiến người ta tưởng niệm nam nhân mí mắt hơi hơi lắc một cái lạc vân thường không khỏi thở dài lên tiếng trong mắt lộ ra đạm mạc thương cảm cũng có lẽ bây giờ rất nhiều người đã không nhớ rõ hắn nhưng là một số trong minh lão nhân phàm là nhắc đến tên hắn trung quy kính nể ba phần bội phục ba phần kiêng kỵ ba phần còn có một phần thì là đáng tiếc đáng tiếc đúng vậy a à. ngút trời anh tài tráng niên mất sớm làm sao có thể không đáng tiếc trong mắt dần dần mông lung lạc vân thường ngẩng đầu trà chà, chà khóe mắt lệ quang bất đắc dĩ lắc đầu sớm nói không đề cập tới hắn lại nhắm chúng thương tâm ra các trường phong cũng là khẽ gật đầu lẩm bẩm nói chúng ta ngày bình thường không thế nào nhắc lên chắc quản gia tục danh cũng là không đành lòng để đại tiểu thư các nàng khổ sở chỉ là ngẫu nhiên tự mình đàm luận một số mà thôi tiểu tiểu thư các ngươi không rõ ràng cũng chuyện đương nhiên sợ cô cô khổ sở chẳng lẽ nói hắn là cô cô người yêu mi mắt lắc một cái lạc tư phàm thăm thẳm lên tiếng thản nhiên cười lạc vân thường nhất thời lộ ra đáng chát nụ cười ta coi hắn làm người yêu trong lòng của hắn lại không biết là yêu mến người nào cái kia người chết cho dù sau cùng ta cũng không biết hắn thi thể ở đâu trong lòng đến tột cùng có hay không qua ta tồn tại nói lạc vân thường lại hiện ra vẻ đau thương là tư phàm trong lòng hơi động thật sâu lức nhìn nàng một cái trong mắt bất giác lộ ra tia sáng kỳ dị nàng thực tại không hiểu cái này truyền thuyết bên trong chắc quản gia đến tột cùng là người phương nào lại có thể làm cho mình cô cô có tên thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ tử, cho dù tại sau khi hắn chết, cũng như thế quấy hồn nhiễu mộng, không yên lòng. Hắn, đến tột cùng có gì chỗ khác thường đâu, chẳng lẽ thế gian, thật có dạng này nam tử, nghĩ như vậy. Lạc Tư Phàm không khỏi quay đầu nhìn xem sau lưng Long Kiếm Sơn cùng tạ niệm dương cái kia hai cái theo đuôi, nhất thời trong lòng lấp kín, bật cười dao động cái đầu. Không thể nào, ta làm sao không tìm được đây, ha ha. Tiêu tan hiểm khích lúc trước, Lạc Vân Hải lúc này đem Tần Hạo mời lên cái bàn, nâng cốc nói chuyện vui vẻ lúc trước tần hạo là đến đập phá quán lạc vân hải đối với hắn tự nhiên không có gì hảo sắc mặt nhìn nhưng bây giờ khác biệt vị lão huynh này đã bị chính mình kéo lên thuyền giặc tự nhiên thân thiết đối đãi cũng không có cái gì nói lời ác độc kết quả là trên bàn rượu ăn uống linh đình lần nữa khôi phục cảnh tượng nhiệt náo chỉ là mọi người hai con người, vẫn là ngăn không được nhìn chằm chằm ánh kiếm màu xanh kia không thả tần hạo cũng giống vậy trầm ngâm một chút cuối cùng ôm một cái quyển hỏi lạc minh chủ thần kiếm như vậy không biết ngài từ đâu được đến na hơi chậm lại Lạc vân hải nhìn cái kia thần kiếm liếc một chút cũng là hơi nghi hoặc một chút liền nhìn về phía lạc tư Phạm nói nhớ trần tục các ngươi là từ chỗ nào được đến như thế danh quý linh kiếm lời vừa nói ra chính vui mừng trên bàn rượu nhất thời lặng ngắt như tờ từng đôi đôi mắt chăm chú nhìn bọn họ bất động muốn tìm kiếm một phen phụ thân chúng ta vì ngươi lễ mừng thọ thế nhưng là phí tổn không ít tâm tư liếc nhìn nhau ba người không khỏi đắc ý cười cười sau đó mới nói người không biết chúng ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới tại tuyệt kiếm trấn cầu kiến đến cái này chú kiếm sư phó tuyệt kiếm trấn mi mắt nhịn không được lóc một cái tần hạo lúc này kêu lên kiếm này sẽ không phải xuất từ manh kiếm sư đại sư chi thủ a à? trước mắt bất giác sáng lên lạc tư phàm nhìn về phía hắn gật gật đầu ngạc nhiên nói a người cũng biết hắn đúng là như thế chúng ta cầu thật lâu hắn mới nguyện ý cho chúng ta một thanh kiếm hơn nữa còn tự mình chọn cho phụ thân với tư cách hắn lễ mừng thọ ta liền nói a à, các ngươi làm sao có thể đốt đến chuẩn như vậy chính hợp là cha tâm ý nguyên lai sau lưng có cao nhân tương trợ a à, ha 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 bật cười lớn lạc vân hải khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên tần hạo nói thế nào tần minh chủ cái này chú kiếm sư có gì không ổn mi mắt thật sâu nhíu lại tần hạo nhìn lạc tư phàm ba người liếc một chút thở phào một hơi ba cái tiểu bối phận các ngươi có thể theo quá nhân kia trong tay chiếm được linh kiếm thật sự là thiên đại tạo hóa à thực không dám giấu giếm cái này kỳ nhân ta hai mươi năm trước liền nghe nói mà lại cũng phái ngược đi lấy qua kiếm bất quá lại không người thành công sau cùng ta dưới cơn nóng giận muốn trắng trợn cướp đoạt kết quả đi bao nhiêu người liền bao nhiêu người biến mất đó cũng đều là quy nguyên cao thủ à thẳng đến một trăm cao thủ mất tích ta mới phát hiện đó là cái không đáy không còn dám đi cái này manh kiếm sư tuyệt đối không phải lương thiện về sau ta nghe nói còn có người phái ba bốn trăm quy nguyên cao thủ tiến đến kết quả trong nháy mắt toàn bồi đi vào không khỏi nhất thời tê cả da đầu tâm lý may mắn may mắn ta không có đi cái kia chính là cái ma quật a à. lại về sau không có người còn dám đi cho dù chỗ đó có năm châu thần kiếm đoán chừng cũng không ai dám đoạt mà lại từ đầu đến cuối cũng không có người theo trong tay người kia cầm tới qua một thanh kiếm chỉ là vạn vạn không nghĩ đến lệnh thiên kim thế mà cầm tới thật sự là phúc lớn bằng trời a à. mà lại cũng cùng nghe đồn một dạng banh kiếm sư thủ hạ linh kiếm quả nhiên danh bất hư truyền nghe được câu này tại chỗ tất cả mọi người bất giác đều kinh ngạc đến ngây người đồng thời nhìn về phía lạc tư phàm ba người tràn đầy kỳ dị liền mấy trăm quy nguyên cao thủ đều lấy không được đồ vật cái này ba cái tiểu oa oa thế mà cầm tới còn thật mẹ hắn may mắn à thế nhưng là ba người kia lại là một mặt mê mang liếc nhìn nhau trong mắt đều là vẻ không hiểu cái này rất khó à vị kia mù thúc thúc xem ra rất dễ nói chuyện à tức giận sẽ còn cùng tiểu bối tranh cãi không giống như vậy hung tàn người à bất quá vừa nghĩ tới tước nhi lúc đó một câu thì đẩy lui ngốc ưng lão ma tình cảnh ba người tâm bất giác lại lo sợ lên bọn họ có phải hay không mới vừa từ địa ngục môn miệng đi một vòng con à chương một nghìn một trăm ba mươi ngăn cản phụ thân ta muốn hỏi một chút trước kia chúng ta lạc minh có hay không một cái ánh mắt mù báo minh chủ việc lớn không tốt việc lớn không tốt chợt là tư phàm dường như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi ra thế nhưng là còn không đợi nàng hỏi xong một tiếng thất kinh giống to đã là xa xa theo môn bên ngoài truyền đến chỉ chốc lát sau một cái thân mặc áo đen thám tử đã là gấp gáp bận bịu hoàng lảo đảo địa sông tới nhìn thấy lạc vân hải mặt liền vội vàng quỳ mọc xuống vội kêu lên phía trước đến báo từ trung châu truyền đến tin tức trảm long kiếm vương đan thanh sinh đã khởi hành đến đây hành thích minh chủ nhìn minh chủ kịp thời phòng bị làm tốt khẩn cấp kế sách cái gì trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại mọi người tại đây đều là quá sợ hãi thoáng cái thì ồn ào lên ban đầu tây châu đệ nhất cao thủ chảm long kiếm vương đan thanh sinh tự mình đến cẩm lạc vân hải đầu đây chính là không được a à, toàn bộ tây châu lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn cản được đến a à. lần này lạc minh phiền phức thế nhưng là đại trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía lạc minh đám người trong mắt biến ảo không ngừng chờ lấy bọn họ ứng đối ra các trường phong ba chân bốn cẳng vội vã đi vào người kia trước người quát to tình báo có thể hay không là thật theo lão phu giải đối phương dù nói thế nào cũng là kiếm vương thân phận làm sao sẽ làm loại này hành thích phía dưới làm việc vẫn là nói đây là kiếm tinh hành động quân sự chỉ nhằm vào ta lạc minh một nhà sao khởi bầm ra cắt quản gia tục truyền báo đây cũng không phải là trung châu ý tứ chỉ là đan thanh sinh đơn độc hành động thôi cái này sao có thể chúng ta không chọc tới hắn à gia chủ quản gia đại nhân chúng ta là không chọc tới hắn nhưng là chúng ta không biết chọc tới người nào là có thể có người cầm lấy hắn đã từng mất đi giang sơn xã tắc đổ điểm danh nói tính muốn nhà chủ nhân đầu cho nên hắn liền tới sự kiện này rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ mọi người đều nói đây là chuyện giang hồ giang hồ đều tại xem chúng ta lạc minh cùng đan thanh sinh trò vui đâu ra mặt bất giác hung hăng lắc một cái ra các trưởng phong sắc mặt nhất thời liền trầm xuống mi mắt vặn thành một cái vấn đề cái này phiền phức lớn nếu là việc này là trung châu đối bốn châu hành động quân sự lời nói vô luận như thế nào xuất phát từ tình lý cùng pháp lý bốn châu cao thủ đều không có lý do ngồi nhìn mặc kệ nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác là giang hồ ân oán mà lại chỉ nhằm vào một người nói thật lạc vân hải chết đối bốn châu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhiều lắm là đối lạc minh có rất lớn ba động mà lại cái này ba động cũng không phải chiến lược hao tồn mà chính là quyền lực một lần nữa phối trí mà thôi đến lúc đó bốn châu chiến lược vẫn như cũ không thay đổi chỉ là lạc minh như thế cái quái vật khổng lồ quyền lực muốn một lần nữa phân phối rất có thể liền sẽ phút chốc giải thể đối với điểm này tới nói lại hết lần này tới lần khác là song long viện hy vọng nhìn đến như thế tới nói muốn mời bọn họ xuất thủ nghĩ như vậy ra các trường phong trong lòng lắc đầu bất đắc dĩ ai thán một tiếng lãnh vô thường mấy người cũng minh bạch bên trong quan trọng cũng là ngăn không được nhắm mắt lại mắt tỉ mỉ suy nghĩ có gì giải quyết con đường lại là không một đầu mối vân hải lão đệ đừng vội chúng ta chín tông tông chủ đi thay lão đệ đến song long viện cầu viện trước mắt đến xem cái này toàn bộ tây châu cũng chỉ có hai vị trí tôn có thể đỡ vị này ngày xưa ái đồ lúc này ôn đào nhìn về phía lạc vân hải trầm ngâm một chút thản nhiên nói chỉ là đối với điểm ấy đề nghị còn lại người thượng còn không có phát biểu ý kiến một bên tần hạo đã là chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi hiển nhiên cũng không coi trọng với tư cách lạc minh nhiều năm lão đối thủ hắn tự nhiên minh bạch mấy năm này song long viện đối với nó thái độ coi như hôm nay lạc minh có chín tông chỗ dựa đối mặt loại này tuyệt thế cao thủ đánh tới tình huống Mọi người cũng là không thể không lại dựa vào tại Song Long viện, chỉ là Song Long viện có nguyện ý không giúp, lại là lập lờ nước đôi, coi như hai vị trí tôn xuất thủ, bọn họ cũng chỉ là cùng Đan Thanh Sinh chiến cánh ngang tay, lần này là ám sát, Đan Thanh Sinh vòng qua bọn họ rất dễ dàng, như ta thấy, cũng không thỏa đáng, không tốt nói rõ, Tần Hạo vừa mới thụ Lạc Vân Hải thể diện chiếu cố, liền uyển chuyển biểu thị, không cần tìm bọn hắn, tìm cũng không ích gì, người ta ước gì người chết đâu, Minh Bạch hắn ý tứ, mọi người trầm mặc không nói. Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đề nghị: "Năm đó ta cùng Đông Châu thượng quan gia có chút giao tình, không bằng tại Hạ Viết một lá thư, đi Đông Châu cầu viện đi, có chút giao tình, Vũ huynh, gần nhất ngươi hướng Đông Châu chạy thế, nhưng là rất chuyên cần a." À. Ha ha ha, tà Dị Địa liếc hắn một cái, ôn đào bất giác điều cười ra tiếng, thản nhiên cười, Vũ Thanh Thu cũng không phủ nhận, liền nhìn về phía Lạc Vân Hải bọn người: "Như thế nào? Tốt, vậy làm phiền Vũ tông chủ, nhưng Song Long viện bên kia cũng phải đi đi một chuyến." dù sao đây là tây châu sự tình không đuổi theo đầu lên tiếng chào hỏi vẫn là không ổn hơi hơi gật gật đầu ra các trường phong một mặt nghiêm túc hướng mọi người tại chỗ ôm một cái quyền vừa nhìn về phía lạc vân hải nói gia chủ vũ tông chủ bọn họ đi cầu viện cũng phải đã nhiều ngày trong khoảng thời gian này tất yếu chỉ hoãn lão gia hỏa kia tốc độ lão hủ đề nghị biên phòng ba bước một trạm canh gác năm bước một tốp tiến vào hồng sắc cảnh giới mặt khác cũng phải phái người đi tầng tầng ngăn cản mới là Vụ muốn tranh thủ đầy đủ thời gian vừa mới nói xong một đạo cao lớn bóng người trở xuất hiện ở trước mặt mọi người trên cằm sâu quai nón hơi hơi phất động hứng lạc vân hải cung kính liền ôm quyền nói gia chủ lão hủ nguyện ý tiến về chiếu cố cái này chảm long kiếm vương lệ lão ngươi gia chủ chúng ta cũng nguyện ý tiến về lúc này lại bốn đạo nhân ảnh đi vào lạc vân hải trước mặt không người liền ôm quyền khuôn mặt kiên nghị lại chính là cửu viêm hải tuyết thanh kiến còn có thiên địa nhị lão không thể nghi ngờ thật sâu nhìn năm người liếc một chút lạc vân hải trong mắt có chút do dự Nam vị là ta lạc gia chấn tộc cung phụng luận thực lực toàn bộ lạc minh không ai có thể sánh chỉ là cái này trảm long kiếm vương cũng không phải phàm phu tục tử các ngươi tiến đến chỉ sợ đều là quy nguyên đỉnh phong cao thủ chúng ta cũng muốn nhìn một chút kiếm vương này cao thủ đến tột cùng cùng chúng ta có khác biệt gì ha 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 bật cười lớn lệ kinh thiên hung hăng liền ôm quyền trong mắt đều là chiến ý xin ra chủ thành toàn chúng ta có thể cùng chân chính cao thủ nhất tuyệt thắng bại cho dù chiến tử xa trường cũng không oán không hối xin ra chủ thành toàn nói còn lại bốn người cũng ào ào bái hạ trong lòng bất giác run lên lạc vân hải trầm ngâm một chút bất đắc dĩ thở dài khẽ gật đầu mọi người tại đây gặp này cũng là khuôn mặt bất giác nghiêm một chút một mặt kính nể xem năm người lướt một chút cái này lạc ra năm vị cung phụng trung tâm xích đàm cùng không sợ cường địch thoải mái thật khiến cho người ta động dung chỉ là chư vị tiến đến xin đem cái này trường thanh kiếm mang lên lấy làm bất cứ tình huống nào còn có đám lửa này vân tuy nhiên so ra kém lạc minh chủ trường thanh nhưng cũng có thể tăng một phần chiến lực ngay sau đó lạc vân hải đem cái kia 12 phẩm linh kiếm đưa lên tần hạo cũng vội vàng đem cái kia sáng cấp hỏa vân kiếm chỉnh lên cái gọi là biết anh hùng trọng anh hùng giờ khắc này mọi người tại đây cùng chung trí hướng trên mặt đều là trang trọng chi xác cũng nghiêm túc lệ kinh thiên năm người đem hai thanh kiếm nhất thu thật sâu liền ôm quyền, liền quay người rời đi. Chỉ là nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, mọi người lại cảm thấy phảng phất là muốn một lần cuối cùng gặp mặt giống như phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, mí mắt hơi hơi run run. Tần Hạo nhìn về phía Lạc Vân Hải, lần nữa ôm một cái quyền, đầy mặt kính ý. Lạc Minh Chủ, quý minh có dạng này trung trinh chi sĩ, khó trách cường đại như thế, lão phù bội phục, đắng chát địa lắc lắc đầu, Lạc Vân Hải lại là mặt mũi tràn đầy thất lạc năm đó chắc quản gia lưu lại năm đại cung phụng mắt thấy chỉ như vậy một cái cái đi chịu chết ta cái này làm gia chủ lại là không có chút nào hành động thật sự là thẹn với hắn trên trời có linh thiêng à lại là chắc quản gia mi mắt bất giác lắc một cái lạc tư phàm thật sâu nhìn phụ thân nàng liếc một chút trong mắt càng thêm kỳ dị cái này chắc quản gia đến tột cùng người nào làm sao mỗi người nói lên hắn đều là như vậy tôn sùng cùng nhìn thánh nhân giống như trong nội tâm nàng không hiểu nhưng cũng không có người để ý nàng bởi vì vì tất cả người đối mặt cái này một nguy cấp tình huống đều là lập tức hành động cái kia bố phòng bố phòng cái kia cầu viện cầu viện đều là tán toàn bộ tiệc mừng thọ cũng lại không tiếp tục mở được tất cả mọi người trong lòng trầm xuống đối mặt như thế nguy cảnh làm lấy xấu nhất dự định long kiếm sơn tạ niệm dương lệ gia gia bọn họ năm người đồng loạt xa tay chúng ta còn chưa từng thấy đây nhất định kinh thiên động địa chúng ta cùng đi lên xem một chút đi lúc này lạc tư phàm thừa dịp tất cả mọi người không chú ý phụng trộm đi vào cái kia hai cái theo đuôi bên người nhẹ giọng tất dẫn theo sắc mặt giật mình long kiếm sơn có chút do dự năm vị mạnh nhất cùng phụng cùng chuyển động cái này tại chúng ta lạc minh còn trước đây chưa từng gặp đây đối phương nhất định hết sức lợi hại bằng vào chúng ta điểm ấy cân lượng đi qua sẽ không xảy ra chuyện a à? thế nào người sợ ta ta không có sợ chỉ là lấy tốc độ bọn họ chúng ta cũng theo không kịp a à? yên tâm đi lệ gia gia bình thường hiểu rõ ta nhất ta liền thừa cơ ở trên người hắn vẩy mười ngàn dặm phiêu hương để tránh lão già này trộm giấu đi không cùng ta chơi hiện tại chúng ta theo tương tư trùng thăm dò phương hướng nhất định có thể tìm tới bọn họ nhớ trần tục người còn có cái đồ chơi này da mặt nhịn không được co lại lòng kiếm sơn nhất thời bất đắc dĩ thở dài nhìn tới ta tìm không đến bất luận cái gì lý do bớt nói nhảm tới hay không đến kết quả là ba cái tiểu quỷ theo sát về sau vụng trộm chạy đi a à, nhớ trần tục bọn họ lại đi nơi nào quay đầu xem xét nguyệt nhi nhíu mày nghi hoặc lên tiếng một tháng sau tây châu biên cảnh chỗ một cái thân hình gầy gò thương lão nhân ảnh đứng bình tĩnh đứng ở các vòng phủ đầy đất chỗ đối diện là năm đạo quen thuộc bóng người chính là lệ kinh thiên bọn họ mà lão già này chính là một đường thành thơi thành thơi một bên du sơn ngoạn thủy đi một bên ám sát lạc vân hải đan thanh sinh không thể nghi ngờ rất lâu không có hồi tây châu kết quả vừa vào biên cảnh thì thấy có người đang đợi lão phu làm sao? Các vị có gì muốn làm? Các hạ cũng là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh, không tệ, chúng ta là Lạc gia năm vị cung phụng. Á, à, thì ra là thế, nhẹ nhàng gật gật đầu, Đan Thanh Sinh trong lòng rõ ràng, nhất thời nở nụ cười hớn hở, vì gia chủ đi tìm cái chết, các người còn thật sự là đầy đủ trung thành, lão phu kính trọng. Đinh, một tiếng vang nhỏ, Lệ Kinh Thiên vung tay, xuất ra một thanh hiện ra ánh sáng màu xanh trường kiếm, Cử Viêm Hải cũng là vung tay lên xuất ra cái kia thanh hỏa vân linh kiếm thẳng tắp chỉ hướng về phía trước chúng ta thứ nhất là vì gia chủ thứ hai cũng là nghĩ chiếu cố trong truyền thuyết tây châu đệ nhất nhân đến tột cùng có gì có được chỗ tất cả mọi người là quy nguyên đỉnh phong dựa vào cái gì ngươi mạnh nhiều như vậy nguyên lai dạng này à vẫn là mấy cái võ si lão phu thưởng thức ha ha hớn hở cười cười đàn thanh sinh khẽ vớt râu dài chậm rãi gật đầu nhưng là rất nhanh liền bỗng dưng sắc mặt trì trệ mi mắt thật sâu nhan lại đến một đôi do dự ánh mắt cũng dần dần biến đến sắc bén lên chỗ chằm chằm chỗ chính là cái kia thanh trưởng thanh linh kiếm thanh kiếm này các người từ chỗ nào làm ra nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo